chương 2700, chiến tiên binh, cái gì tường ngọc, trụ cao, thị nữ như hoa toàn bộ biến mất, nữ tiên vương kia cũng không còn gặp lại nữa, bốn phía tất cả lại trở về dáng dấp ban đầu, vế, phá, thê lương. Lang Hàn khiếp sợ, vừa nãy tuy không phải thiên kiếp, nhưng là thiên địa đang ra tay quấy dày. Hắn xuyên qua năm tháng nhìn thấy một vị nữ tiên vương mạnh mẽ, cũng gây nên đối phương cảm ứng, nếu kéo quá lâu, có thể sẽ thay đổi lịch sử. Bởi vì nữ tiên vương kia là tồn tại tầng 9, nhân vật mạnh mẽ như vậy chỉ cần một ý nghĩ động ở trên đại sự nào đó làm ra một loại lựa chọn khác vậy có khả năng cực cao ảnh hưởng lịch sử thay đổi lịch sử thậm chí lật đổ lịch sử đi qua cũng chỉ có thể đi qua không thể nào thay đổi cái này liên lụy nhân quả quá lớn vì lẽ đó thiên địa ra tay mạnh mẽ đánh gãy hắn cùng vị nữ tiên vương kia sản sinh khả năng gặp nhau lang hàn ngược lại càng thêm hiếu kỳ lúc trước vị nữ tiên vương này đang do dự đại sự gì một ý nghĩ ra lại có thể ảnh hưởng lịch sử quên đi hắn lắc đầu một cái tiếp tục tiến lên vù phía trước tàn kiếm kia thức tỉnh toàn thân đan dệt ánh chấp bùm bùm vang vọng sau đó đột nhiên từ dưới đất chui lên lơ lửng giữa trời tàn kiếm không có lập tức phát động công kích chỉ nằm ngang ở đó mũi kiếm nhắm lăng hàn làm như phát ra cảnh cáo không nên tới nữa bằng không nó sẽ không khách khí lăng hàn cũng không nhúc nhích chỉ cảm ứng tàn kiếm kia tản mát ra khí tức rất mạnh tuyệt đối có uy năng của tiên vương tầng một nhưng lăng hàn có cảm giác đây không phải toàn bộ huy năng của tàn kiếm, một khi toàn diện bạo phát, vậy tuyệt đối không chỉ tầng 1, thậm chí tiên vương tầng 3 cũng có thể thuấn sát. Rất bình thường, lúc trước vị nữ tiên vương kia là tồn tại tầng 9, nếu như bốn tiên binh này đều là bảo khí của nàng, như vậy uy lực tự nhiên không ngừng ở tầng 1, đạt đến tầng 8, tầng 9 cũng hợp tình hợp lý. Lăng Hàn âm thầm lắc đầu, hắn vốn là muốn bắt bốn binh khí tàn phá này, dùng để lớn mạnh tiên ma kiếm, nhưng hiện tại đến xem có thể xông qua phòng tuyến của bọn chúng là tốt lắm rồi chẳng trách nơi này có tiên vương nhưng không có thu lấy bốn tiên binh muốn nói tiên trùng ngược lại cũng quên đi dù sao tiên vương cũng không dùng được nhưng tiên binh a coi như ngươi không thích tạo hình như vậy cũng có thể lấy về rèn lại luyện chế thành hình thức mình vừa ý không phải là không muốn mà là không làm được bốn phía mọi người cũng không tu luyện nữa mà mắt nhìn lăng hàn dân bản xứ người ngoại lai, hai loại tâm tình hoàn toàn khác nhau. Ở dân bản xứ xem ra, Lăng Hàn đây là tự tìm đường chết, bởi vì ngay cả tiên vương cũng đến thu lấy tiên binh không trọn vẹn, mới đầu còn có thể ngang hàng, nhưng đánh đánh tiên binh lại đột nhiên phát huy, chém vị tiên vương kia trọng thương, mà vị tiên vương này còn là tồn tại tầng 3. Từ đó sau đó, nơi này liền thành tiên vương cấm địa. Nếu như thang nguyên cảnh muốn hái tiên quả, khẳng định sẽ bị tiên binh chém chết. Người ngoại lai lại tràn ngập tự tin với Lăng Hàn, vị này là ngay cả tiên vương cũng có thể đuổi đi, chân áp vài món tiên binh không chọn vẹn hẳn là điều chắc chắn. Thời điểm những người này suy nghĩ, Lăng Hàn bước ra một bước. Nhất thời, tiên kiếm phát huy, nó thật giống như một vị vương giả bị khiêu khích, đột nhiên chém tới. Một kiếm quét, bầu trời diệt, Lăng Hàn lực trải toàn thân, hét lớn một tiếng, vung quyền tấn công, oanh, nắm đấm nện ở trên thân kiếm, phù một gợn sóng đáng sợ rung động mà ra. Phốc, chỉ cần bị gợn sóng quét đến, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, từng ngụm từng ngụm ho ra máu, chỉ có hổ nữ cùng nữ hoàng ngoại lệ, bởi vì các nàng đã tiếp cận độ cao của chuẩn tiên vương, dư âm chiến đấu cấp tiên vương miễn cưỡng có thể chịu đựng. Nhưng nhu yêu nữ thì khóe miệng thổ huyết, chỉ là không có phun ra ngoài. Trong một kích, Lăng Hàn lui hơn 30 trượng, trên mặt đất có dấu chân thật sâu, mà tàn kiếm cũng bị đánh lui mấy chục trượng, nhưng thế đi vẫn không có lùi hoàn toàn nó liền quay đầu trở lại, bay vụt về chỗ cũ, tỏa ra khí tức đáng sợ, nhắm thẳng vào Lăng Hàn. Lăng Hàn cúi đầu nhìn, trên tay có một vết máu, tuy không sâu, nhưng còn có máu tươi dỉ ra, trái lại tàn kiếm, tuy phế là sớm phế, nhưng đánh rắm không có. Đây là lần thứ nhất Lăng Hàn ở trên thể phách rơi vào hạ phong, mặc dù đối thủ là một binh khí. Hắn lập tức có phán đoán, luận chiến lực, tàn kiếm không có tiến một bước phát huy là yếu hơn hắn, nhưng tiên khí hầu như chính là tồn tại không hư, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng khó có thể phá hoại, nói cách khác tàn kiếm trời sinh liền đứng ở thế bất bại. Bởi vậy, kết quả tốt nhất chính là Lăng Hàn bước lui tàn kiếm, hái tiên quả lại công thành lui lại, mà không thể trấn áp tiên binh, bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ. Coi như hắn thật thành tiên vương, tàn kiếm còn có thể phát huy, uy thế càng thêm đáng sợ, ngay cả tiên vương tầng 3 cũng có thể tổn thương, đây là khó giải. Trừ khi Lăng Hàn còn có thể càng mạnh hơn, đạt đến tầng 4, tầng 5 thậm chí cảnh giới càng cao, vậy tiên khí cũng chỉ là tiên khí, hơn nữa còn tàn phế, uy lực khẳng định có cực hạn. Lăng Hàn tập hợp lại, hắn đi về phía trước, tàn kiếm lại chém, một đạo hào quang tước tới, kinh thiên động địa. Tay phải của Lăng Hàn rung lên, tế ra tiên ma kiếm, cho dù hiện tại thể phách của hắn cực kỳ mạnh mẽ, vẫn không có tư cách liều mạng với tiên binh. Lên keng, tiên ma kiếm cùng tàn kiếm không ngừng giao chiến, hào quang vô cùng chói lọi. Lăng Hàn cực kỳ cường thế, tay trái không ngừng đánh ra thời gian lưu, hoặc ảnh hưởng tàn kiếm, hoặc tác dụng ở trên người mình, hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ đạo, đè lên tàn kiếm đánh tất cả mọi người nhìn mà con mắt đăm đăm đặc biệt là những dân bản xứ kia cái nào gặp qua thăng nguyên cảnh mạnh mẽ như vậy mỗi một người đều há to miệng thật giống như thấy quỷ mà người ngoại lai lại có vẻ kiêu ngạo những thổ dân này lại dám xem thường bọn họ nhìn thiên kiêu của bọn họ có thể mạnh mẽ đến mức độ cỡ nào đánh chí ít ngàn chiêu thần văn trên tàn kiếm đột nhiên ảm đạm phốc một lần nữa cắm vào trong đất không thảo phạt tiếp lang hàn vốn tưởng rằng đây là tàn kiếm muốn đi vào hình thức thứ hai bùng nổ ra uy lực mạnh hơn, đã có dự định chạy mất dép, nhưng mấy giây đi qua, tàn kiếm vẫn không có động tĩnh. Vù, đúng lúc này, tàn đao bên cạnh phát sáng, tương tự đan dày lôi điện. chương 2701, Duyên, ô, các người còn muốn xa luân chiến sao? Lăng Hàn cười ha ha, tiên ma kiếm ở tay, hắn có gì sợ? Đến đánh đi, veo, tàn đao cũng từ dưới đất chui lên, tự mình thức tỉnh, thả ra chiến ý đáng sợ, lực lượng tiên vương sôi trào, công về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn vung kiếm mà động, hoàn toàn không sợ, cũng chiến khoảng nghìn chiêu, tàn đao lui ra, quay về đại địa, lại thay tàn thương. Khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi co giật, thật chơi xa luân chiến a. Hắn hét dài một tiếng, chủ động giết ra, không nên phiền toái như vậy, bốn người các ngươi cùng một chỗ đến đây đi. Lăng Hàn chẳng muốn phiền phức, trực tiếp khiêu chiến bốn tàn binh. Cái này đương nhiên không phải hắn quá ngông cuồng, mà là trong lòng chắc chắn, chỉ cần bốn tàn binh này không bạo phát một đòn mạnh nhất, hắn hoàn toàn có thể ngang hàng bọn chúng liên thủ. Vù, 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 ba món binh khí khác cũng dồn dập thức tỉnh, tàn kiếm, tàn đao, phê kích dâng lên không trung, cùng tàn thương tạo thành một trận thế, triển khai thảo phạt về phía lăng hàn. Bốn binh khí này liên thủ, uy lực tuyệt đối vượt qua bọn chúng đơn giản trồng chất, lại tưởng tượng lúc trước, bốn tiên khí còn ở trạng thái toàn thịt lại có vị tiên vương nào có thể ngang hàng. Nơi này là làm sao hủy diệt, lẽ nào là thiên tôn ra tay sao? Theo lý, trên tiên lộ là không thể xuất hiện tiên vương tầng 9, như vậy cái này chẳng lẽ là một bộ phận của tiên vực, sau đó mới thoát ly tiên vực, bị tiên lộ chiếm đoạt. Hay là tiên lộ nguyên bản là ở trong tiên vực, cũng không phải như hiện tại. Những ý niệm này chợt lóe qua ở trong đầu Lăng Hàn, hiện tại hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, chỉ thét dài không dứt, đại chiến với bốn tiên binh. Tính cả tiên ma kiếm, nơi đây thậm chí có 5 tiên binh, đây là cực kỳ kinh người. Lăng Hàn toàn lực mà làm hắn không có mượn dùng lực lượng của quyển trục vị diện, bởi vì hắn cảm thấy thực lực của mình đủ áp chế bốn tiên binh này. Chiến chiến chiến, hắn đánh cho thoải mái tràn trề, phòng ngự của đối thủ vượt xa hắn, căn bản sẽ không bị hắn đả thương, để hắn có thể không kiêng rẻ chút nào mà ra tay, cái cảm giác này rất tốt. Lăng Hàn chủ yếu lấy thể thuật tiến hành áp chế, các loại quy tắc giữ trước bổ sung, sức chiến đấu mạnh khiến người ta giận sôi. Nhưng chỉ một ngàn chiêu sau, chỉ thấy bốn tiên binh đồng thời ngừng chiến, quang văn ảm đạm, đùng 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 đùng, dồn dập rơi xuống đất, mà lần này bọn chúng lại không chen vào trong mặt đất, mà nằm thẳng ngay, như mất đi linh tính. Vù, một luồng ý niệm đột nhiên tiến vào thức hải của Lăng Hàn, hóa thành một hình người. Lăng Hàn nhất thời kinh ngạc không tên, cái này chính là nữ tiên vương hắn nhìn thấy ở trong thời gian trường hà. Người hữu duyên, người có thể nhìn thấy ta, nghe được lời ta nói, này nói rõ người không chỉ thiên phú chắc Việt, hơn nữa còn đạt được vệ kim thiết. Nữ tiên vương mở miệng nói, đây chỉ là một tia ý thức của nàng, lan truyền đương nhiên cũng là thần niệm. Người có khả năng thành tựu thiên tôn, bốn binh khí ngày xưa ta dùng qua này cũng có thể để cho phệ kim thiết dung hợp, giúp nó nâng cao một bước. Tiền bối, xin hỏi tôn tính đại danh, lang hàn hỏi, nhưng nữ tiên vương không có để ý đến hắn, tiếp tục nói. Tiên vực mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực nguy cơ tứ phía, có kẻ địch đáng sợ rình rập, nếu người có thể thành tựu thiên tôn, hy vọng người có thể vì đại nghĩa, giải quyết triệt để hỏa ngoại xâm của tiên vực, Mặt khác, con trai của ta vừa xuất thế, ta liền bị người đánh giết, không thể nhìn hắn trưởng thành, thật là chuyện ăn năn. Nếu có duyên nhìn thấy con trai của ta, thay ta nói ta rất nhớ hắn. Con trai của ta tên Duyên Sinh, mà người giết ta. Phong hào cửu ngũ, nói xong, thân ảnh của nữ tiên vương run lên liền biến mất, đây chỉ là một tia ý niệm của nàng ở lại trong tiên binh không tiêu tan, hiện tại lan truyền ý chí của nàng, đương nhiên không còn gặp lại nữa. Lăng Hàn kinh ngạc đến nói không ra lời. Nữ tiên vương này sẽ không phải là mẹ của Duyên Sinh Thiên Tôn chứ? Cực kỳ có thể, đời sau của tiên vương làm sao cũng có thể cực kỳ trâu bò, đặc biệt là vị nữ tiên vương này cường đại như thế, như vậy Duyên Sinh nổi danh hậu thế, thật giống như chỉ có một vị Duyên Sinh Thiên Tôn a. À. Hơn nữa, nếu không như vậy, lúc trước lang hàn suýt chút nữa vượt qua vạn cổ, thời điểm sắp câu thông vị nữ tiên vương này, tại sao thiên địa sẽ cưỡng ép gián đoạn? Bởi vì cái này dính đến một vị Thiên Tôn, tồn tại siêu thoát quy tắc một khi để con đường trưởng thành của duyên sinh thiên tôn phát sinh biến hóa, vậy toàn bộ lịch sử cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, dưới thời gian thay đổi xung kích mãnh liệt như thế, thậm chí toàn bộ vị diện cũng sẽ đổ nát. Vì lẽ đó, thiên địa nhất định phải ngăn cản, còn có, mẫu thân của duyên sinh thiên tôn là bị cửu ngũ thiên tôn giết. Lẽ nào lão gia hỏa kia suy tính ra duyên sinh thiên tôn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai của hắn, cho nên muốn sớm giết chết duyên sinh thiên tôn, thậm chí ở thời điểm hắn vẫn chưa xuất thế, nhưng cho dù là thiên tôn cũng không cách nào hoàn toàn suy tính ra tương lai, vì lẽ đó, hắn là giết mẫu thân của duyên sinh thiên tôn, nhưng duyên sinh thiên tôn vẫn hiện thế. Quả nhiên, trước có vô nhạc thiên tôn đánh lén cường giả dị vực, sau có duyên sinh thiên tôn hy sinh bản thân, ngăn trở dị vực tám kỷ nguyên, chứng minh cửu ngũ thiên tôn ra tay cũng không sai, chỉ là chậm một chút. Lão thất phu này, lang hàn hận đến cắn răng, cửu ngũ thiên tôn làm ra chuyện thất đức cũng thật là không ít, mình từng bị hắn truy sát qua, hơn nữa còn là hai lần. Thù củ hận mới tính gộp lại, để Lăng Hàn không nhịn được nghiến răng. Kính xin tiền bối yên tâm, ngài cũng coi như là sư tổ của ta, mối thù của ngài cùng sư phụ, lại thêm chính ta, chúng ta cùng cửu ngũ lão thất phu là ba đời nợ máu, ta nhất định sẽ giết tặc này. Lăng Hàn lầm bẩm nói, cái này không chỉ là an ủi nữ tiên vương, càng là một loại tự tin, hắn nhất định sẽ vượt qua cửu ngũ thiên tôn, giết chết lão thất phu này. Hắn đưa tay chụp một cái, bốn tiên binh toàn bộ rơi vào trong tay hắn, ý chí tiên vương đã tan biến, bốn binh khí này hiện tại chỉ là tiên binh, không cách nào thức tỉnh, hơn nữa còn là không trọn vẹn. Cái này không vội luyện hóa, Lăng Hàn lại đi về phía trước một bước, đi tới trước mặt tiên thụ. Chương 2702, Trảm Tiên Vương, hắn đưa tay ra, tóm tới trái cây, bắn ra, tiên thụ khẽ đung đưa, lôi điện nhất thời như mạng nhện nằm dày đặc, sau đó hóa thành một tia chớp đánh ra. Lăng Hàn vội vã vùng quyền đón đánh, bắn ra, một luồng điện lưu lập tức lưu chuyển ở trên người hắn để cả người hắn run cầm cập suýt chút nữa xương tan vỡ lực công kích thật mạnh lang hàn hơi có chút kinh ngạc tiên thụ có rất ít thuộc tính công kích đều là chạy trốn nhanh nhưng cây tiên thụ này ngược lại không chạy vô cùng hung hãn sợ ngươi lang hàn lại đưa tay thể thuật phát huy đến mức tận cùng khí thế vô tận lưu chuyển tiên thụ run lên đùng viên tiên quả kia lại rớt xuống cái này lang hàn không nói gì Tiên thụ này vốn là con cọp giấy, hắn chỉ hơi lộ phong mang liền kinh sợ, đầy đủ nói rõ nó chính là tiện nhân, a à không, tiện thụ. Có điều là, nếu tiên quả cũng cống hiến ra, Lăng Hàn sẽ không vì bản thân khó chịu mà làm bậy, cất đi tiên quả, không có đi làm khó dễ cây tiên thụ kia nữa. Cái này dính đến tay hắn, chỉ có thể bị hắn ăn hoặc luyện chế thành đan. Tiên trùng thiên nhiên hoàn chỉnh đi luyện đan, quá lãng phí, hơn nữa cây tiên thụ này chỉ kết một tiên quả, lại càng thêm tiếp cận trung tâm tiên lộ hiển nhiên tiên quả này càng thêm quý giá. Lăng Hàn không do dự, trực tiếp dùng, ăn được không, hổ nữ chạy lại, nước miếng muốn chảy ra, nàng không phải đố kỵ Lăng Hàn đạt được một viên tiên trùng càng tốt hơn, mà chỉ đáng tiếc nàng không có thưởng thức đến mỹ vị như vậy. Không ra sao, Lăng Hàn nhe răng, chỉ thấy từng đạo từng đạo chấp giật đang tàn phá ở trong miệng hắn, còn xì 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 vang vọng. Hổ nữ nhất thời vui vẻ, ha 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 cười to. Nàng là tham ăn, nhưng phía trên một trái cây còn chen lẫn lôi điện, cái này ngẫm lại tư vị cũng không thể tốt chỗ nào a à. Mà người xung quanh thì toàn bộ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lăng Hàn, tên này chẳng những nhận được tiên chủng hoàn chỉnh thậm chí còn có bốn tiên binh không trọn vẹn. Đừng xem những tiên binh này đều phế, nhưng nấu lại luyện lại một hồi, thứ nào cũng có thể một lần nữa tỏa ra thần uy. Tuy tiên quả đã bị lấy đi, nhưng vẫn còn có chút người lưu lại. Bởi vì tiên thụ vẫn còn, từng tia từng tia vũ khí lưu chuyển, trong đó cũng ẩn chứa mảnh vỡ tiên trùng, tương tự có lợi ích to lớn. Lăng Hàn thì không có hứng thú dừng lại lâu, hắn cùng ba nữ rời đi cung điện, đi tới dưới ngọn núi, tiếp tục cưỡi xe ngựa mà đi. Hắn nói thần thức của nữ tiên vương nhắn lại cho ba nữ biết, để các nàng đều hết sức kinh ngạc. Sự tình thế gian cũng thật vừa vặn, một bên Lăng Hàn để tiên ma kiếm dung hợp tiên binh, lấy tăng lên cấp độ bản thân, một bên khác nhìn trong thức hải. Hiện tại hắn có hai lạc ấn tiên trùng, cũng có thể hình thành tiên trùng. Lăng Hàn không chút do dự nào, trước tiên đi ôn dưỡng lạc ấn thứ nhất để nó thực sự trở thành tiên trùng, bởi vì đây là hắn muốn lấy đi làm thuốc. Mà trong quá trình này, hắn có thể quan sát hết thảy bí mật của lạc ấn này, bắt giữ tinh hoa trong đó, đến cuối cùng, hắn tụ tập vô số tinh hoa của lạc ấn tiên trùng, luyện ra một viên tiên trùng chân chính hoàn mỹ. Tiên trùng cũng không phải thực thể, mà là hạt giống đại đạo, cảm ngộ đối với đạo. Các nàng nữ hoàng cũng như thế, hiện tại trước tiên ôn dưỡng lạc ấn tiên trùng trong thức hải, có càng tốt hơn liền đổi, không có càng tốt hơn, vậy vạn năm kỳ hạn đến các nàng liền lấy lạc ấn tiên chủng này hoàn thành đột phá, dù sao cũng là tiên chủng hoàn chỉnh, dựa vào cái này đột phá, sức chiến đấu chắc chắn sẽ không yếu. Xe ngựa loạn trò loạn trọng, bọn họ xuất phát về phía thành thị kế tiếp. Chỉ là mười mấy ngày mà thôi, tiên ma kiếm liền triệt để hấp thu luyện hóa bốn tàn binh, mặt ngoài không có một chút xíu biến hóa, nhưng lăng hàn nắm trong tay lại có loại cảm giác rõ ràng, tiên ma kiếm lại mạnh mẽ mấy phần. Chủ yếu là từ tiên vương đến thiên tôn quá to lớn, khả năng phải mấy trăm hơn một nghìn khối tiên kim mới có thể làm cho tiên ma kiếm hoàn thành biến hóa về chất, nhưng chỉ cần dung hợp nhiều một khối tiên kim, nó khẳng định là có tăng lên. Nhưng ở ôn dưỡng lạc ấn tiên trùng, bốn người không có đạt được đột phá quá to lớn, cho dù bọn họ đều dùng tới thời gian lưu gia tốc với mình, nhưng ít nhất cũng phải 10 năm hiện thực mới có thể làm cho lạc ấn tiên trùng của bọn họ đầy đặn, hóa thành hạt giống. Đi tới đi tới, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, bái kiến đại nhân, chỉ nghe phu xe ngựa ở bên ngoài run giọng nói. Lăng Hàn mở cửa xe, liền gặp phu xe hầu như là phục sát đất, bò ở trên mặt đất, mà trước mặt, bảy tên nam tử đứng chắp tay, trên người mỗi người đều quấn quanh màu sắc đặc biệt, một người trong đó chính là Thương Bắc Tiên Vương. Hắn biến mất lâu như vậy, hóa ra là đi tìm giúp đỡ. Đừng xem Lăng Hàn chỉ có thăng nguyên cảnh, nhưng sức chiến đấu bản thân chính là cấp bậc Tiên Vương, lại thêm tiên ma kiếm giúp đỡ, hai ba Tiên Vương tầng một thật đúng là không làm gì được hắn, vì lẽ đó Thương Bắc Tiên Vương không thể làm gì khác hơn là chạy một ít đường mời tới càng nhiều giúp đỡ. Tại sao tất cả đều là tiên vương tầng 1, tiên vương tầng 2 ra tay, không phải dễ dàng liền có thể trấn áp lăng hàn sao? Rất đơn giản, nếu như mời tiên vương tầng 2, vậy thương bắc tiên vương liền mất đi quyền lên tiếng, mà hắn hy vọng đạt được nhất chính là thần hồn của lăng hàn, lấy ra bí mật mạnh mẽ khó mà tin nổi của đối phương. Ánh mắt lăng hàn đảo qua, lộ ra vẻ xem thường. Đường đường tiên vương còn muốn dựa số nhiều thắng, ha ha, các người cũng thực sự là quang vinh a lời vừa nói ra bảy đại tiên vương đều lộ ra vẻ tức giận một thăng nguyên cảnh nho nhỏ lại dám chỉ vào mũi của bọn họ mắng thực sự là ác đảm bao thiên thật là một gia hỏa không hiểu quy tắc một tiên vương lạnh lùng nói lăng hàn nhìn về phía hắn tên tiên vương này bận trường bào màu tím dáng dấp nam tử trung niên thân hình thon dài có tư thế hùng kỳ bá đạo hắn cười nhạt lão gia hỏa có thể nói tiếng người hay không tử bao tiên vương không khỏi trợn hai mắt lên thằng nhãi danh người nói cái gì Lão ra hỏa, người không chỉ không biết nói chuyện, ngay cả lỗ tai cũng có vấn đề. Lăng Hàn cười nhạo, đối phương nói rõ là muốn tới đánh lén hắn, vậy còn cần khách khí sao? Không cần chấp nhặt với hắn, bắt là được. chương 2703, chuẩn tiên vương thượng. Thương Bắc tiên vương không nhịn được nói, hắn vẫn còn nhớ tới dáng rất mình thảm bại bỏ chạy, mà nhà mình càng bị Lăng Hàn bê nguyên ổ. Sau khi biết việc này, hắn thực sự là suýt chút nữa tức ngất. Nhục nhã trước nay chưa từng có. Thương bác đạo huynh, người này thật sự yêu nghiệt như vậy. Có tiên vương hỏi, thật không thể tin tưởng, chỉ là thăng nguyên cảnh có thể ngang hàng tiên vương, cho dù thương bắc tiên vương luôn nói rõ cái này không phải chuyện cười, hắn vẫn khó có thể tiếp thu. Không sai, thương bắc tiên vương nghiêm nghị gật đầu, nếu không như vậy, hắn cần đưa đến sáu tên giúp đỡ sao. Cho rằng hắn không biết xấu hổ sao, lang hàn mắt tập trung thương bắc tiên vương, hơi suy nghĩ, tiên ma kiếm đã nắm ở trong tay. Hai chân hơi cung, bắt đầu xúc lực đây chính là thanh tiên binh kia ánh mắt của những tiên vương đều ngưng ở trên tiên ma kiếm không ai không tràn ngập mơ ước thương bắc tiên vương gật đầu đây quả thật là tiên binh sáu vị đạo huynh phân chia tiên binh này như thế nào bản vương mặc kệ chỉ cần giao người này cho bản vương liền được được tiên vương khác dồn dập gật đầu xoạt đúng lúc này lăng hàn cũng đã hoàn thành sức lực đột nhiên vung tay phải một cái tiên ma kiếm tựa như mũi tên bắn nhanh về phía thương bắc tiên vương cái ném này Ngưng tụ tất cả lực lượng của Lăng Hàn càng có quy tắc thời gian sắp tới mức độ không cách nào hình dung. Càng quan trọng chính là hiện tại Tiên Ma Kiếm hấp thu bốn tàn binh lại nắm giữ huy năng mới. Chỉ là một thoáng, Tiên Ma Kiếm liền vượt qua không gian đi tới trước mặt Thương Bắc Tiên Vương, thật giống như không nhìn khoảng cách. Thương Bắc Tiên Vương sợ hãi. Nếu như đổi một món binh khí thậm chí bị một tên Tiên Vương khác đánh tới một quyền, hắn cũng có đầy đủ tự tin giữ được tính mạng, chỉ là vấn đề sẽ bị thương nặng bao nhiêu. Thế nhưng, tiên ma kiếm quá khủng bố, hắn từng ăn thiệt thòi rồi. Hắn hét lớn một tiếng, muốn né tránh đã không kịp, hắn một bên tận lực ngửa về đằng sau, một bên ngưng tụ toàn bộ lực lượng ở trên chán, chống đỡ một kiếm này. Phốc, tiên ma kiếm xẹt qua, trực tiếp đi vào trong chán của thương bắc tiên vương, đâm đến cùng, chỉ để lại chuôi kiếm còn ở trên chán. Vị tiên vương này dưới chân lảo đảo, trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin tưởng, hắn lại bị lang hàn một kiếm thuân sát. Oanh, hắn ầm ầm ngã xuống đất. Nhất thời, thiên địa biến sắc, mưa máu rồn dập hạ xuống, có tâm ý bi thương vô tận lưu truyền. Tiên vương chết đi, thiên địa đau buồn, sáu tên tiên vương khác đều kinh ngạc đến ngây người, ai có thể nghĩ tới lăng hàn ra tay quả đoán như vậy, rõ ràng bị bảy đại tiên vương vây quanh, nhưng lại dám ra tay, hơn nữa ác liệt bá đạo như thế, một kiếm liền giết chết tiên vương. Bọn họ lại hơi hồi tưởng, chỉ cảm thấy cái ném này của lăng hàn lực lượng 10 phần, nhưng nhiều lắm chỉ có thể giết tiên vương trở tay không kịp, đại sát khí chân chính chính là bản thân tiên binh trực tiếp xuyên qua không gian tốc độ nhanh đến ngay cả tiên vương cũng không kịp phản ứng thương bắc tiên vương chết thật oan sáu đại tiên vương đều bay lên một luồng cảm giác mèo khóc chuột luận thực lực thương bắc tiên vương tuyệt đối không kém lăng hàn nhưng lại bị một đòn chí mạng để bọn họ hiện tại cũng có chút không thể nào tiếp thu được cái tiên kiếm này quá bất phàm nhưng chỉ trong nháy mắt sáu đại tiên vương đều dâng lên tham lam mạnh mẽ ở trong tay của một tham nguyên cảnh thanh tiên kiếm này cũng cường đại như thế, vậy nếu như do bọn họ đến triển khai, uy lực lại sẽ mạnh đến mức độ cỡ nào? Sáu đại tiên vương đều thét dài, hầu như trong cùng một lúc nhào tới di thể của thương Bắc tiên vương. Bọn họ đương nhiên không phải coi trọng di vật của thương Bắc tiên vương, mà là muốn cướp giật tiên ma kiếm còn cắm vào trên chán hắn. Đây thực sự là bát tiên qua biển, tất cả lộ rõ thần thông, sáu đại tiên vương không ai không sử dụng thế võ toàn thân, bảo đảm mình là người thứ nhất giết tới. Lăng Hàn lắc đầu, các ngươi tranh giành cái gì chứ? Ngón tay hắn câu lại, xèo, tiên ma kiếm tự mình bay lên, thân kiếm tỏa ra uy thế đáng sợ, thật giống như một vị tiên vương đang phát uy. Từ góc độ binh khí mà nói, hiện tại tiên ma kiếm chỉ là chuẩn tiên khí bát tinh, nhưng coi như như vậy, Lăng Hàn muốn chỉ huy nó vận chuyển tự nhiên cũng là một việc nhỏ. Nhưng nói đến trình độ sắc bén, tiên ma kiếm quá dọa người, uống qua máu tiên vương, luyện hóa tiên kim, sát khí giật động, ngay cả tiên vương cũng phải kiêng kỵ. Quả nhiên, tiên ma kiếm lơ lửng giữa trời, mũi kiếm chỉ tới, mặc cho một vị tiên vương nào cũng sinh ra hàn ý, không tự chủ được mà lui về phía sau. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, tiên ma kiếm lập tức bay về phía hắn, đùng, hắn đưa tay tiếp nhận, tiên kiếm một lần nữa bị hắn chấp trường. Hắn cười nhạt, người nào còn muốn chết, sáu đại tiên vương không ai không sắc mặt khó coi, tiên ma kiếm ở trong tay Lăng Hàn có thể phát huy ra uy lực thế nào, bọn họ là vừa mới tận mắt nhìn qua, mà để tay lên ngực hỏi lòng, một kiếm này nếu bắn về phía bọn họ, ai có thể chắc chắn chặn được. Một cái cũng không có. Bởi vậy, bọn họ đều cấp tốc kéo dài khoảng cách, cũng chỉ như vậy bọn họ mới có cảm giác an toàn. Đường đường tiên vương, hơn nữa còn là sáu đối một, lại bị động như thế. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Hàn nắm giữ một đại sát khí như thế chứ? Kỳ thực sáu tên tiên vương cũng không cảm thấy bọn họ liên thủ còn không cách nào trấn áp Lăng Hàn, chỉ cần sáu người đồng loạt ra tay, vậy Lăng Hàn nhiều nhất chỉ có thể đối phó một cái, năm tên tiên vương vẫn chưa thể trấn áp một tham nguyên cảnh sao. Nhưng vấn đề là, ai nguyện ý làm người hy sinh kia? Nếu như Lăng Hàn biết bọn họ suy nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, tuy sức chiến đấu của hắn miễn cưỡng đạt đến cấp độ tiên vương, nhưng phòng ngự của hắn cũng như thế, năm tên tiên vương ngang oanh thì đã làm sao, muốn tạo thành đả kích nghiêm trọng thậm chí chí mạng với hắn tuyệt không phải là sự tình hai ba chiêu. Sáu đại tiên vương hết sức buồn bực, vốn tưởng rằng bảy đại tiên vương vì một tham nguyên cảnh nho nhỏ liên thủ quá mức huy động nhân lực, nhưng còn không có ra tay, đã có một người bị Lăng Hàn giết, hiện tại càng rơi xuống quấn cảnh như vậy, để bọn họ làm sao chịu nổi. Đối mặt Lăng Hàn khinh bỉ, nhưng bọn họ không có gì để nói. chương 2704, chuẩn tiên vương hạ. Đánh hay không, không đánh thì đừng chặn đường. Lăng Hàn từ tốn nói, tuy câu nói này rất không khách khí, nhưng so với câu lúc trước thì tốt hơn quá nhiều. Sáu đại tiên vương nhìn nhau, đều lắc đầu, bởi vì bọn họ ai cũng không chịu hy sinh đi tác thành người khác, vậy đồng minh tự nhiên không cách nào hình thành. Vèo, một tên tiên vương rời đi trước tiên, sau đó người thứ hai, thứ ba, chỉ trong nháy mắt, sáu tên tiên vương toàn bộ rời đi. Lăng Hàn cũng không có xem thường, tiên ma kiếm quá khiến người đỏ mắt, sáu tên tiên vương kia tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định sẽ ẩn ở trong bóng tối tùy thời mà động. Tiên vương A, nhân vật mạnh nhất tiên vực, ngang hàng quy tắc, ai dám xem thường. Tiếp tục đi đi, Lăng Hàn nhìn phu xe ngựa từ tốn nói, vâng, vâng bây giờ phu xe ngựa đối với lăng hàn quả thực là như gặp thiên nhân một kiếm giết một tên tiên vương lại bước lui sáu tên tiên vương khác cái chiến tích này thực sự là có thể làm người mù mắt hắn vội vã thôi thúc xe ngựa cung kính đến trình độ cao nhất ánh mắt của lăng hàn đảo qua thi thể thương bắc tiên vương lấy di vật trên người hắn nhưng thi thể lại không động dù sao thương bắc tiên vương cũng là nhân tộc hắn luôn cảm thấy lấy máu của đối phương đến tăng cường mình có chút kỳ quái khó có thể tiếp thu không giống tổ vương dị vực hắn sử dụng không hề có áp lực trong lòng. Xe ngựa một đường đi tới, mấy tháng sau liền đến thành thị kế tiếp, nhưng nơi này không có tiên quả thành thục, cho nên bọn họ tiếp tục lên đường, đi tới thành thị kế tiếp. Vận may của bọn họ tựa hồ trở nên kém, liên tục đến mấy thành thị cũng không gặp phải tiên quả thành thục, mà thời gian chạy đi đã có 7 năm. Sau khi đến thành thị kế tiếp, Lăng Hàn đơn giản để xe ngựa dừng lại, không chạy đi nữa, bọn họ tìm khách sạn, bắt đầu toàn lực ôn dưỡng tiên chủng, tăng lên sức chiến đấu của mình chớp mắt một cái, ba năm qua đi, bốn người lang hàn bồi dưỡng lạc ấn tiên trùng, cũng hoàn toàn được bí mật trong đó, chỉ cần đẩy mạnh một tia, liền có thể bước vào tiên vương. Lúc này, bọn họ đều ngừng lại, bọn họ chí hướng rộng lớn, viên tiên trùng thứ nhất xa xa không có đạt đến trình độ hoàn mỹ, không thích hợp làm tiên trùng của bọn họ. Lăng hàn bắt đầu mở lò luyện đan, vật liệu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ kém tiên trùng mà thôi. Thời điểm vẫn không có đến tiên lộ, Lăng Hàn chỉ dự định thu thập loại phế, từ từ tích lũy thành tiên trùng hoàn chỉnh, sau đó sẽ luyện chế thành tiên trùng, ai có thể nghĩ tới vận may của bọn họ lại tốt như vậy, nhanh như thế liền được một viên tiên trùng hoàn chỉnh, còn nhiều thêm một viên, đã có thể đem ra luyện chế tiên trùng. Cái này đủ khiến đại bộ phận tiên vương tương lai đều đố kỵ chết, bởi vì ăn vào tiên trùng, vậy thành tựu sẽ vĩnh viễn dừng ở tầng 1, quá lãng phí. Nhưng Lăng Hàn không đáng kể, hắn lấy ra viên tiên trùng thứ nhất, cái này đã không phải thực thể, mà hoàn toàn là lạc ấn tinh thần. Chẳng trách dùng tiên trùng chỉ có thể giới hạn ở tầng 1, bởi vì phía trên này là ấn chính là lý giải của người khác đối với đại đạo, vậy làm sao có khả năng tiến thêm một bước nữa, để nó lần thứ hai kết quả. Dưới thời gian lưu gia tốc, chỉ nửa ngày mà thôi, lang Hàn liền hoàn thành luyện chế tiên trùng. Thành công, thành phẩm miễn cưỡng đạt đến nhị tinh, suýt chút nữa thất bại. Nhưng lần thứ nhất luyện chế tiên trùng, hơn nữa còn ở cấp bậc ngũ tinh liền thành công, điều này cũng có thể thấy được trình độ đan đạo của Lăng Hàn kinh người cỡ nào. Bọn họ kết thúc bế quan ngắn ngủi, tiếp tục tiến lên. Lần này dừng lại là tuyệt đối có giá trị, không phải bởi vì lăng hàn luyện ra tiên trùng, mà là thực lực của các nàng nữ hoàng xuất hiện tăng lớn. Các nàng chính thức nhảy vào cấp độ của chuẩn tiên vương. Lăng hàn cùng các nàng đánh qua, ở dưới tình huống không dùng tới bất kỳ thủ đoạn gì khác, sinh mệnh lũy thừa của nữ hoàng cùng hổ nữ có thể đạt đến 4.800, mà sau khi dùng hồng ma thổ, liền có thể vô hạn tiếp cận 5.000 điểm, nhưng tranh lệch một chút như vậy. Mà nhu yêu nữ, dưới tình huống thông thường sinh mệnh lũy thừa ở khoảng chừng 4.700, dùng hồng ma thổ thì bão tố đến 4.900, cũng cực kỳ lợi hại. Sức chiến đấu của các nàng tăng lên mới có thể đi thu được tiên chủng càng tốt hơn. Bọn họ đều bừng tỉnh, ngoại trừ người cơ duyên mịch thiên như Lăng Hàn, trước tiên trở thành chúa tể của tiểu thiên địa, lại gặp ngõ lý, được quyền trục vị diện, lúc này mới có thể lấy ra năng lượng hư tử, đẩy thể thuật về độ cao của tiên vương, những người khác ngay cả kỷ vô danh thì đã làm sao phỏng trừng sinh mệnh lũy thừa cùng lắm là 4.700. Cái này vẫn là tính cả hồng ma thổ, nhưng bây giờ giống như có ván cầu, liền để thu được tiên chủng hoàn mỹ có khả năng. Bọn họ lần thứ hai lên đường, đi tới thành thị kế tiếp, mà ở đây, lang Hàn phát hiện võ giả của Tây Tiên Vực. Ngược lại không phải bọn họ đã đi qua nửa đường, mới sẽ gặp võ giả Tây Tiên Vực, mà là sau khi hai bên tiến vào tiên lộ, vốn không có chênh lệch quá nhiều, cho nên mới có thể gặp gỡ ở đây. Võ giả của Đông Tây Tiên Vực, đi qua thông đạo của từng người, hội tụ ở đây. Nơi này gọi là Vinh Hoa Thành, tỏa chân ở đây chính là một tiên vương lâu năm, phong hào Vinh Hoa, tu vi tầng 1. Lăng Hàn rất biết điều, tin tưởng kỳ vô danh, già lan cùng đế tinh đều đã chiếm được tiên chủng hoàn chỉnh cấp thấp, tu đến cấp độ của chuẩn tiên vương, thực lực tương đương nữ hoàng, hổ nữ, lại dùng hồng ma thổ, gần như có thể cho rằng là một vị tiên vương, tuyệt đối không thể coi thường. Muốn tranh giành với những người này, nhất định phải tàn nhẫn, chuẩn, nhanh. Bốn người gia tăng tốc độ, ở trong thành tìm hiểu một hồi, phát hiện phụ cận thật có một cây tiên thụ, hơn nữa trái cây sắp thành thục. Thế nhưng, Vinh Hoa Tiên Vương có một đứa con trai, thiên phú không quá tốt, thật vất vả mới tu luyện tới thăng nguyên cảnh đại viên mãn đỉnh cao, để vị tiên vương này rất để tâm, làm sao cũng phải thay con trai đạt được một viên tiên trùng hoàn chỉnh. Hắn có thể thay con lấy tiên quả hay không trước tiên không nói, nhưng những người khác muốn cướp giật tiên quả, phải hỏi Vinh Hoa Tiên Vương một chút có đáp ứng hay không bốn người lăng hàn đều tràn đầy tự tin, tuy sinh mệnh lũy thừa của bọn họ kém tiên vương một chút, nhưng tổng cộng có bốn người, lực lượng liên thủ mạnh cỡ nào, lại nói lăng hàn còn có đại sát khí như tiên ma kiếm. chương 2705 ngự vô địch, bọn họ hiểu rõ chỗ của cây tiên thụ kia, liền lên đường. vinh hoa tiên vương cũng không có bá đạo đến trình độ ngoại hạng, hắn vẫn cho phép người khác tu luyện ở xung quanh tiên thụ, hấp thu một chút hương quả. non nữa ngày sau đoàn người lăng hàn liền đến trên một vùng bình nguyên, bên cạnh một hồ nước, hồ nước không lớn, đường kính nhiều nhất trăm trượng, giữa hồ mọc một cây bạch liên, lộ ra mặt nước liền cao hơn một trượng, nói là sen còn không bằng nói là cây. Bạch liên đã sớm nở hoa, kết ra một đài sen, xanh biếc như ngọc, nhưng chỉ kết một hạt, đầu nhọn như hoàng kim lưu động, tỏa ra ánh sáng chói mắt, qua loa tính toán một hồi, hạt sen này dài chừng một thước, có thể xem là một cây bắp ngô. Bốn phía hồ lớn có người ngồi xếp bằng lít nha lít nhít, đều đang hấp thu mùi thơm ngát của hạt sen ở trong người ngưng ra tiên trùng vinh hoa tiên vương đâu lăng hàn nhìn trái phải trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phát hiện tiên vương quá đặc thù đứng ở bất kỳ địa phương nào cũng như hạc trong bầy gà cực kỳ chói mắt đúng lúc này xeo chỉ thấy một tia ô quang sẹt qua chân trời sau đó đứng ở trên mặt hồ hóa ra một người đàn ông trung niên vóc người thon dài bận trường bào màu xám tỏa ra khí thế cực kỳ cường đại then chốt là trên người hắn có một đạo thần hà quấn quanh, cả người phảng phất hòa vào thiên địa, ta tức là trời, trời tức là ta. Nhân vật như vậy khiến người ta căn bản ngay cả ý nghĩ ra tay cũng không thể bay lên, bởi vì ngươi làm sao có thể là địch với thiên địa. Vinh hoa tiên vương, con mắt của lăng hàn hơi căng thẳng, vinh hoa tiên vương này mạnh hơn thương bắc tiên vương, thậm chí mạnh hơn 6 tên tiên vương hắn mời tới liên thủ. Vị này, tu tầng một đến trình độ cao nhất, kế tiếp chính là tiên thủ kết quả, hai lần diễn hóa, bước vào tầng 2 tiên vương chín tầng, một bước một thiên địa, xeo, lại một bóng người bay xuống, đây là một người trẻ tuổi, tóc đen đầy đầu phất phơ, có một loại cảm giác cuồng dã Khóe mắt của hắn có máu, nhưng hắn không để ý, cười ha ha nói. Tiên vương đại nhân quả nhiên thực lực siêu phàm, tại hạ khâm phục. Nghe được người trẻ tuổi này nói như thế, mọi người phía dưới đều ồ lên. Khẩu khí thật lớn, tuy hắn xưng vinh hoa tiên vương là đại nhân, nhưng trong lời nói không có quá nhiều khách khí, thật giống như hai người là bình đẳng. Cần phải biết rằng, người trẻ tuổi này chỉ là tham nguyên cảnh mà thôi. Lăng Hàn kinh ngạc, hiển nhiên người trẻ tuổi này cùng Vinh Hoa Tiên Vương đánh một trận, hơn nữa khẳng định là người trẻ tuổi thua, nhưng hắn chỉ ăn chút vết thương nhẹ, cái này đủ để chứng minh hắn bất phàm. Lúc nào tiên vực có thêm một nhân vật như vậy, người xác thực rất bất phàm, Vinh Hoa Tiên Vương trầm giọng nói, Tiên Vương đại nhân, thiên địa có pháp tắc thiên địa, người căn bản không thể thu lấy tiên trùng, hà tất miễn cưỡng cùng thiên địa là địch. Tiên Vương chỉ đạo, chính là thuận lòng trời, tuyệt đối không thể làm việc nghịch thiên. Người trẻ tuổi này nói, mọi người càng kinh hãi hơn, lời nói này do tiên vương tầng 9 nói ra còn tạm được, nhưng một thăng nguyên cảnh nói lời như vậy cũng quá tự cho là đúng đi, lẽ nào hắn cho rằng mình cũng có thể chỉ điểm tiên vương. Ngươi là cái dễ hành nào, nhưng vinh hoa tiên vương không có nổi giận, trái lại gật đầu. Lệnh tôn thực lực thông thiên, nói vậy đây là lệnh tôn kiến giải A. Không sai, người trẻ tuổi này cười nói. Vinh Hoa Tiên Vương trầm mặc chốc lát, được, bản vương coi như kết một thiện duyên, tiên chủng này liền để cho ngươi. Thời điểm gặp lệnh tôn, thay bản vương vấn an, nhất định, người trẻ tuổi nhoẻn miệng cười, thi lễ. Vinh Hoa Tiên Vương vẩy tay áo, nhất thời phá không mà đi. Hí, thấy thế, tất cả mọi người đều chấn kinh đến tê cả ra đầu, ai có thể nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại có thể nói lui Vinh Hoa Tiên Vương. Chỉ bằng mấy câu nói, không không không, mấy câu nói sao được. Một là người trẻ tuổi này xác thực rất mạnh, trước khiêu chiến vinh hoa tiên vương, có thể còn sống trở về liền đủ để chứng minh hắn mạnh mẽ. Thứ hai gốc gác của hắn phải hết sức kinh người, mới sẽ làm vinh hoa tiên vương sẵn lòng nể tình. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Ta nghe người ta nói, trong người ngoại lai ra một yêu nghiệt, trước bước lùi thương bắc tiên vương. Mới đầu ta còn chưa tin, hiện tại, ta tin, tên yêu nghiệt này thật giống như gọi lăng gì ấy nhỉ? Lăng Hàn, đúng đúng đúng, chính là danh tự này người này chính là lăng hàn mọi người nghị luận sôi nổi nhưng nhầm người trẻ tuổi này là lăng hàn gì kia người trẻ tuổi này đương nhiên nghe được hắn lập tức sầm mặt lại ta chính là ngữ vô địch cũng không phải lăng hàn cặn bã gì kia cái gì không phải lăng hàn mọi người lần thứ hai ồ lên chiếu nói như vậy lần này yêu nhiệt tiến vào tiên vực còn không chỉ một nữ hoàng lập tức lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ lại dám nói thế với nam nhân của nàng nàng cất bước mà ra khí thế vô biên lưu truyền phảng phất như một vị thần trí cao, nhìn xuống muôn dân. Oanh oanh oanh, người ở hai bên bị khí thế của nàng chấn động, không ai không dồn dập bay ra ngoài, thăng nguyên cảnh đỉnh cao thì đã làm sao, ở trước mặt chuẩn tiên vương kỳ thực chỉ là cặn bã. Tất cả mọi người ngơ ngác đến trình độ cao nhất, nữ nhân này là ai, đẹp như thiên tiên, uy như đế hoàng, thực lực càng cường đại đến khiến người ta sợ hãi. Ngự vô địch khẽ nhíu mày, sau đó lại mở ra. Không nghĩ tới, nhanh như vậy thì có người tu thành chuẩn tiên vương. Người giống ta, không muốn lấy tiên chủng cấp thấp đột phá, muốn thu được tiên chủng càng thêm hoàn mỹ. Ha ha, ta yêu thích, nữ hoàng hừ lạnh, tay phải đánh ra, oanh, như thiên địa sụp đổ, phá hủy mặt trời, cho thấy sự phẫn nộ của nàng lúc này. Lại dám chửi bới nam nhân của nàng, đáng chết, xeo, lại một bóng người thoát ra, nổ ra một quyền, đánh thẳng ngữ vô địch. Đây là hổ nữ, trong mắt của nàng cũng không có quy củ, một trọi một gì đó, cái này cùng nàng có quan hệ gì. Lăng Hàn của nữ, tuyệt không có thể bị người làm nhục. Hai nữ phát uy, liên thủ oanh ngang, các nàng rất ít liên thủ, nhưng dù sao cũng ở chung lâu như vậy, hiểu ngầm nên có tự nhiên vẫn có, liên thủ mạnh mẽ đến ngoài ý muốn. Ngự vô địch kinh hãi, ra một nữ hoàng hắn cũng đã cảm thấy cực kỳ khó tin nổi, hiện tại lại đến một thiếu nữ không kém bao nhiêu, tự nhiên để hắn kinh ngạc đến trình độ cao nhất. Chương 2706, tiên binh đấu đối diện. Thiên tài, cũng quá nhiều đi. Hắn tự cao tự đại, cho mình là độc nhất vô nhị, cũng còn tốt, nữ hoàng là nữ, hơn nữa còn đẹp đến kinh thiên động địa, cao quý vô song, để hắn rất hài lòng, cưới về làm vợ không phải thành người một nhà sao. Lại thêm một, cũng còn tốt, vẫn như cũ là nữ, hắn hết dài một tiếng, vất song quyền đón nhận, mảy may không sợ. Oanh oanh oanh, ba người đại chiến, cực kỳ kịch liệt. Lăng hàn nhìn qua liền có thể xác định, sức chiến đấu thông thường của ba người đều khoảng chừng 4.800 cái này ở trong chuẩn tiên vương đã xem như cực kỳ kinh người, cũng bởi vì bọn họ đều là đế tinh mới có thể đạt đến độ cao như vậy. Bởi vậy, ba người trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra cao thấp, nếu như ngự vô địch đột nhiên lấy ra tiên khí gì đó, nói không chắc liền có thể lập tức thắng lợi. Có điều, ngự vô địch chậm chạp không có lấy ra đại chiêu, chỉ lấy chiêu thuật tầm thường cùng hai nữ đấu đối diện. Này làm sao ngang hàng nữ hoàng cùng hổ nữ liên thủ. Ngự vô địch dần rơi xuống hạ phong, cái này, tất cả mọi người nhìn mà không nói gì vừa nãy ngự vô địch cực kỳ cường thế thậm chí ngay cả tiên vương cũng bước đi nhưng hiện tại lại rơi vào hạ phong mặc dù là hai nữ liên thủ nhưng thực lực không tới đừng nói hai người liên thủ dù mười 10 người trăm người thì đã làm sao trời ạ à, hiện ở trên tiên lộ đến tột cùng có bao nhiêu yêu nhiệt tuyệt thế tuy ngự vô địch rơi xuống hạ phong nhưng không hề có vẻ bối rối trái lại cười ha ha cuồng dã mà lại bá đạo hắn rốt cục lấy ra hồng ma thổ ăn vào nhất thời, khi thế đáng sợ rung động, hắn lập tức muốn nhảy vào độ cao mới. Nữ hoàng cùng hổ nữ cũng không dám khinh thường, vội vã lấy ra hồng ma thổ ăn vào, trên đời này chỉ có lang hàn mới có thể ở dưới tình huống không dùng hồng ma thổ nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc tiên vương. Oanh, khí thế của ba người đều như thủy triều, phảng phất đột nhiên đều đột phá tiên vương. Ba người tái chiến, bất luận bọn họ trước mạnh đến mức nào, tranh lệch vẫn có một ít, nhưng sau khi ăn hồng ma thổ, sinh mệnh lũy thừa cũng không thể vượt qua 5.000 điểm. Nói cách khác, sức chiến đấu bản thân càng mạnh, dùng hồng ma thổ thu được thực lực tăng lên kỳ thực liền càng nhỏ. Quyết không thể vượt qua hạn mức tối đa, nhưng, sức chiến đấu ban đầu của ba người đều đạt đến 4.800, trên lý thuyết ăn hồng ma thổ vào, sức chiến đấu trồng chất phải phá 5.000, bởi vậy hiện tại sức chiến đấu của bọn họ nhất trí đến là kỳ. Tất cả đều là 4.999, hai đánh một, tự nhiên là hổ nữ cùng nữ hoàng chiếm thượng phong, vững vàng áp chế ngự vô địch. Đáng ghét, ngự vô địch thét một tiếng, một ánh sáng màu tím dâng lên, soạt, lập tức bước lui nữ hoàng cùng hổ nữ. Đây là một cây côn màu tím vàng, phía trên che kín phù văn, vừa lấy ra thì có cảm giác lịch sử tăng thương, nhưng càng nhiều là cảm giác một ngạt, phảng phất có một vị tiên vương vô thượng muốn từ trong thân côn đi ra, nghiền ép muôn dân. Tiên khí, đây tuyệt đối là một tiên khí, hơn nữa còn là tiên vương cấp cao luyện chế, rơi vào trong tay ngự vô địch là không cách nào phát huy hết uy năng, nhưng vẫn có thể để chuẩn tiên vương biến sắc, không dám tiếp xúc. Hổ nữ hừ một tiếng, ngươi vô liêm sỉ, đánh không lại liền dùng binh khí, nữ khinh bỉ ngươi. Mọi người cũng không nói gì, các ngươi hai đánh một đã trước tiên phá hoại quy củ, còn không cho người sử dụng binh khí. Nhưng hổ nữ cùng nữ hoàng quá đẹp, đẹp đến khiến người ta sinh không nổi ý nghĩ trách cứ, chỉ cảm thấy cô nàng này đáng yêu bướng bỉnh, nhưng về một phía mà ủng hộ nàng. Đúng, một đại nam nhân dựa vào binh khí là cái gì, có gì đặc biệt. Còn là tiên khí, ta khinh bỉ, ta xem thường. Ngự vô địch thì sắp nổi giận, các người thử bị hai người thực lực hoàn toàn tương đương công kích xem. Nếu như hắn có thể ngang hàng, cũng không muốn lấy ra binh khí A. Kháo, một đám đứng nói chuyện không đau thắt lưng, lăng hàn cũng khẽ nhíu mày, nữ hoàng cùng hổ nữ sắp bước vào tiên vương cảnh, cũng nên cho các nàng chút tiên binh, bằng không gặp phải đối thủ nắm giữ tiên binh, các nàng liền rơi vào thế yếu rất lớn, chỉ ít không thể thoải mái xuất thủ, trong khi xuất thủ có kiêng kỵ rất lớn. Lần sau lại được tiên binh tiên kim, liền không cho tiên ma kiếm thôn phệ trong lòng hắn thầm nói người xấu xí người tránh ra Nữ tới thu thập hắn hổ nữ nhìn nữ hoàng nói một trọi một đối thủ sẽ không có ý tứ sử dụng binh khí a nữ hoàng căn bản không để ý tới mà nhìn lăng hàn duỗi duỗi tay lăng hàn hiểu ý cánh tay rung lên tiên ma kiếm lập tức bay về phía nữ hoàng nữ hoàng tiếp kiếm sau đó nhìn về phía hổ nữ tiểu nha đầu đứng ở chỗ này vướng bận oa nha nha Hổ nữ tức giận đến giơ chân, nữ nhân này quá hỏng rồi. Mọi người thấy vậy, không khỏi không nói gì. Trước hai nữ còn liên thủ, hiện tại lại có xu thế đấu tranh nội bộ, các ngươi xác định không phải đùa dỡn sao? Hổ nữ tức giận rời đi khu vực chiến đấu. ở dưới tình huống thực lực gần như trong tay hai người có tiên binh, mà nàng không có, thực sự là quá nguy hiểm. Nàng hiếu chiến là thật sự, ham chơi cũng là thật sự, nhưng không mốc một chút nào. Lăng Hàn, nếu cũng muốn tiên binh tiểu nha đầu lắc cánh tay của lăng hàn liều mạng ném mị nhãn lăng hàn không khỏi nổi da gà tiểu nha đầu làm vẻ thanh thuần có thể chỉ cần bản sắc biểu diễn nhưng muốn đi con đường quyến rũ liền quá dọa người hắn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của hổ nữ được lần sau lại đạt được tiên binh hoặc tiên kim nhất định luyện chế cho ngươi một thanh lúc này hổ nữ mới thỏa mãn gật đầu ôm cánh tay của lăng hàn dáng dấp hạnh phúc điều này làm cho người xung quanh nhìn mà ước ao chết mất tuy hổ nữ có chút vô căn cứ nhưng vóc người đẹp bao nhiêu. Hơn nữa, vừa nãy mọi người đều nhìn thấy thực lực của nàng, vẫn không có bước vào tiên vương liền nắm giữ thực lực ngang hàng tiên vương. Có thể có được giai nhân như vậy, làm sao có thể không khiến người ta ước ao đố kỵ. Lăng Hàn chỉ cười nhạt, cưng chiều vỗ vỗ đầu của hổ nữ, sau đó mắt tập trung bầu trời, nữ hoàng đã cùng ngự vô địch triển khai ác chiến. Lên keng, tiên binh giao chiến, bùng lên hào quang khiến mắt người muốn mù, mà âm thanh lớn càng làm cho lỗ tai người muốn điếc. Người khác không nhìn thấy, nhưng Lăng Hàn không hề khó khăn, bởi vì thể thuật của hắn quá đáng sợ. chương 2707, chỉ có kỳ danh. Nữ hoàng cũng không có chiếm được thượng phong, đương nhiên cũng không có rơi vào hạ phong, sức chiến đấu của hai người tương đương, mỗi người lại có tiên binh, ai thắng ai thua hoàn toàn là xem trường thi phát huy. Rất nhanh, ngàn chiêu đi qua, khí thế của hai người cũng bắt đầu ngã xuống. Hiệu lực của hồng ma thổ sắp hết, bọn họ đều thối lui trăm trượng ngắn ngủi đình chiến tiên tử, chúng ta không cứu không oán, luận bàn cũng luận bàn qua, không bằng bắt tay giảng hòa, cùng uống trà tâm sự võ đạo được không? Ngự vô địch triển khai nụ cười mà hắn tự nhận là mê người nhất. Càng xem nữ hoàng, hắn càng yêu thích, vẻ mặt của nữ hoàng lạnh lùng, chỉ chỉ lăng hàn nói. Dập đầu bồi tội với phu quân của ta, ta có thể cân nhắc để ngươi được chết một cách thống khoái. T. Tất cả mọi người nghe rằng, vị này cũng quá bá đạo đi. Nhưng vừa nghĩ, nếu như không bá đạo như vậy, như thế nào xứng với khí chất của nàng. Ngự vô địch đầy mặt kỳ quái, lúc nào hắn đắc tội phu quân của đối phương. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức bừng tỉnh, uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía Lăng Hàn. Hóa ra, người chính là Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt, ngươi biết ta, trước đây không quen biết, chỉ nghe nói qua có một người hung hăng như thế, ỉ vào mình có chút kỳ ngộ, ngay cả thiên tôn cũng dám không để vào mắt. Ngự vô địch cười gần, ta ở vài kỷ nguyên trước cũng đã vô địch, ở trong mắt ta, ngươi chính là một cặn bã. Hổ nữ không khỏi cười nhạo, ngươi liền thổi đi, vài kỳ nguyên ngươi vẫn không trở thành tiên vương, ai tin tưởng chứ. Ngự vô địch ngạo nhiên, ta ở bảy kỳ nguyên trước xuất thế, đã sớm vô địch thăng nguyên cảnh, chỉ là gia phụ suy tính, đời này tiên lộ có cơ duyên kinh người xuất thế, mới phong ấn ta, để ta ở đời này tái hiện. Cha ngươi là ai, trong lòng lăng hàn hơi động, ngự vô địch tựa hồ ngờ tới lăng hàn sẽ hỏi như vậy, ưỡn lồng ngược một cái. Ngự hư tiên vương, mọi người vừa nghe, cũng không kìm lòng được mà nha một hồi, lộ ra vẻ cực kỳ kính sợ. Trước đây không có mấy người biết thiên tôn tồn tại, nhưng mấy tiên vương cường thế là mọi người đều biết, tỉ như ngự hư tiên vương, thực lực xếp hạng tuyệt đối là ba vị trí đầu. Nhưng lăng hàn lại lộ ra vẻ diễu cợt, hóa ra là lão già chết tiệt này. Ngươi, ngự vô địch nhất thời giận dữ, ngón tay chỉ lăng hàn, sát khí lưu chuyển, uy nghiêm đáng sợ. Không phải sao, lăng hàn từ tốn nói, lấy lớn ép nhỏ, quá vô liêm sĩ, nếu như ta bước vào tầng 9, liền chém đầu của hắn xuống làm cầu đá. Muốn chết, ngự vô địch hét lớn một tiếng, lập tức nhào về phía lăng hàn, vung côn oanh đến, một mảnh ánh sáng tím trải ra, toàn bộ mặt hồ đều đang chấn động, nhưng không có phát lên sóng to gió lớn. Có thể xúc tích ra tiên trùng, nơi này quả nhiên bất phàm. Tiếp kiếm, nữ hoàng dùng sức ném đi, tiên ma kiếm lập tức bay về phía lăng hàn. Lăng hàn tay phải đón kiếm, tay trái đã ra tay đè tới ngự vô địch chút thực lực ấy của ngươi, cũng xứng hung hăng ở trước mặt ta. Quy tắc không gian giật động, ngự vô địch nhất thời bị ràng buộc. Hiệu lực của hồng ma thổ sắp biến mất, sức chiến đấu của hắn đã rơi xuống tới hơn 4.800, mà lang hàn ở trên quy tắc, sức chiến đấu là cao tới 4 chín, tự nhiên nắm giữ ưu thế nghiền ép, dễ dàng liền ràng buộc ngự vô địch. Ngự vô địch gầm dữ dội một tiếng, tiên khí ở trong tay phát ra ánh sáng óng ánh, từng đạo từng đạo tử khí lưu chuyển, oanh, không gian ràng buộc lập tức đổ nát, hắn dũng mãnh bá đạo giết ra, tiên khí mở đường, có ánh sáng tím hộ thân, như vạn pháp không dính. Đây chính là uy năng của tiên khí, Lăng Hàn có thể nhốt lại ngự vô địch, nhưng không cách nào ràng buộc tiên khí, chỉ cần tiên khí phát uy, ngự vô địch liền có thể không bị ảnh hưởng. Bởi vậy, cho dù tiên khí này ở trong tay của ngự vô địch không cách nào phát huy ra uy năng nên có, nhưng chỉ cần có một công năng như thế, cũng đã cực kỳ đáng sợ, cũng cực kỳ thực dụng. Lăng Hàn cười nhạt, hắn đã mang theo tiên vương giới chỉ, không có để tiên ma kiếm nuốt lấy bởi vì hắn cảm thấy đồ chơi này khả năng có công dụng khác trực tiếp bị luyện hóa đi có chút đáng tiếc hơn nữa phân lượng quá ít đối với tiên ma kiếm trợ giúp không lớn hắn đấm ra một quyền đón lấy tiên côn tử kim oanh một đạo gợn sóng nổ tung không khí bị xé rách hóa thành từng đạo từng đạo gợn sóng cuồng nổ về phía bốn phương tám hướng ngự vô địch lùi lại mấy trăm trượng máu tươi trong hai tay không ngừng chảy ra tay hắn run rẩy không phải sợ sệt mà là bị cự lực chấn động hắn lộ ra vẻ hoảng sợ ở trên đòn đánh này hắn lại không địch lại lăng hàn phải biết cái này vẫn là lăng hàn không có sử dụng thể thuật bằng không lực lượng cấp bậc tiên vương bạo phát nói không chắc trực tiếp chấn động đến cây côn kia phản chiến trong nháy mắt đánh nổ thức hải của hắn lăng hàn thu tay lại giới chỉ tuy nhỏ nhưng chỉ cần chống nổi lực phá hoại khủng bố kia của tiên binh là được ngược lại cũng không thể phát huy hắn có gì sợ làm sao lăng hàn hỏi ngự vô địch cắn răng hiện tại hắn vẫn chưa thể dùng hồng ma thổ liên tục sử dụng là hành động tự mình hại mình thậm chí tự sát. Hắn biết thực lực của Lăng Hàn còn cao hơn mình, truyền thuyết không phải trống giống, người trẻ tuổi này cực kỳ đáng sợ, chẳng trách ngay cả phụ thân đại nhân cũng bảo hắn gặp phải Lăng Hàn không thể bất cần. Thế nhưng, chỉ cần ăn vào hồng ma thổ, mặc người trước mạnh hơn thì đã làm sao, thực lực chỉ có thể vô hạn tiếp cận tiên vương mà không thể vượt qua. Bởi vậy hắn hoàn toàn không cần e ngại Lăng Hàn, chỉ cần cho hắn thời gian, để hắn lại ăn vào hồng ma thổ, nhưng lang hàn không muốn lãng phí thời gian hắn nhìn tiên côn tử kim kia cười nói tiên khí này không tệ hư tiên binh ngày xưa cha ta dùng qua cũng là người có thể mơ ước ngự vô địch xem thường nói nguyên lực vận chuyển thương thế đang cấp tốc khôi phục ngự hư tiên vương cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa tu luyện rất nhiều quy tắc tiên binh này chính là lúc hắn tu luyện quy tắc hệ kim thì chế tạo ra nhưng đến hiện tại ngự hư tiên vương đã không sử dụng tiên binh nữa bởi vì không có một tiên binh có thể xứng đôi thực lực của hắn mà thiên tôn bảo khí. Thứ nhất hắn không có phệ kim thiết, thứ hai có cũng luyện không ra. Lăng Hàn mỉm cười, trên mặt tất cả đều là tự tin. Không cần bao lâu, ta sẽ để ngự hư lão quỷ quỷ xuống dập đầu. chương 2708, cứu giá thượng. Người mơ hảo, ngự vô địch lớn tiếng nói, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, nhưng cực kỳ khắc chế mà không có ra tay. Đây là đương nhiên, hắn vẫn chưa thể dùng hồng ma thổ, hiện tại khai chiến với Lăng Hàn quá thiệt thòi lăng hàn sao quan tâm thả người mà lên từng quyền từng quyền oanh kích ngự vô địch vội vã lùi hắn biết thực lực của mình có chút tranh lệch lăng hàn liều mạng tuyệt đối không có kết quả tốt hắn muốn kéo dài thời gian chỉ cần kéo dài tới có thể lần thứ hai dùng hồng ma thổ hắn sẽ cường thế phản kích thậm chí tiêu diệt lăng hàn nhưng lăng hàn đã động sát ý các loại quy tắc từng cái vận chuyển uy lực đáng sợ may mà ngự vô địch có tiên côn tử kim bảo vệ bằng không hắn không quá trăm chiêu sẽ bị đánh giết thành cặn bá sức chiến đấu này chênh lệch khoảng chừng trăm điểm, tương đương với đế giả đang nghiền ép hoàng giả. Lăng Hàn cười ha ha, diễu cợt nói, ngươi nên sửa một cái tên, tên vô địch, nhưng thảm bại trở ra, hơn nữa còn là cảnh giới tương đương công bằng chiến một trận. Sắc mặt của ngự vô địch biến thành hồng, lúc trước hắn xác thực vô địch một thời đại, căn bản không ai có thể cùng hắn đánh nhau đồng cấp, nếu không phải vì cơ duyên to lớn, hắn đã sớm trở thành tiên vương tầng 9, nào đến phiên Lăng Hàn hiện tại làm càn ở trước mặt hắn hắn chỉ vung côn xua tan quy tắc, mặc cho Lăng Hàn trào phúng làm sao cũng không hé răng. Nhưng mà, nắm đấm của Lăng Hàn càng ngày càng nặng, thật giống như mỗi đấm ra một quyền có thể để thiên địa đổ nát. Ngự vô địch không chịu nổi, cho dù hắn vẫn né tránh, nhưng chỉ bị quyền phong quét đến hắn ra chóc thịt bong, huống chi tốc độ của Lăng Hàn còn nhanh đến quá mức, nếu không phải hắn còn có thể có hạn độ mà kích thích ra uy lực của tiên khí, e đã sớm thành thi thể. Hắn lại không biết thể thuật của Lăng Hàn khủng bố, tuyệt không tin mình cùng lang hàn tranh lệch lớn như vậy nhất định là lăng hàn ăn hồng ma thổ muốn nhân lúc hắn còn ở không có khôi phục giết chết hắn vô liêm sỉ thực sự là quá vô liêm sỉ ngự vô địch cắn răng chống đỡ hắn chính là đời sau của tiên vương cao nhất bản thân càng là thiên kiêu yêu nhiệt quét ngang một thời đại đương nhiên cũng có chỗ kinh người từng bộ từng bộ tiên thuật triển khai chỉ vì có thể kéo dài một chút thời gian nhưng mà ở dưới thực lực tuyệt đối áp chế chuyện này căn bản là nằm mơ ngươi quá vô liêm sỉ hắn gào thét trước lăng hàn khẳng định là cố ý để nữ hoàng cùng hổ nữ ra tay để hắn tiêu hao cơ hội sử dụng hồng ma thổ lăng hàn chẳng muốn giải thích sắp là một kẻ đã chết hà tất phí lời hắn toàn lực mà làm thể thuật lại thêm quy tắc cho dù sinh mệnh lũy thừa không thể đột phá 5.000 điểm nhưng sức chiến đấu lên tới một độ cao mới mặc cho ngự vô địch làm sao dằn vặt cũng không ra bọt nước gì a à, ngự vô địch gào thét hắn hận a à, chỉ kém một chút xíu mà thôi hắn liền có thể dùng hồng ma thổ nhưng dù tranh lệch tí tẹo như thế hắn cũng vô lực chống đỡ muốn hồn đoạn ở đây hắn đương nhiên không cam lòng bị phong ấn mấy kỷ nguyên lúc trước là cùng cấp vô địch nhưng mà nắm đấm của lăng hàn một so với một nặng cuối cùng đẩy hắn đến trình độ sơn cùng thủy tận oanh một quyền oanh qua ngự vô địch vô lực ngăn chặn trên chán nhất thời chúng một quyền mà quyền lực của lăng hàn khủng bố ra sao cú đấm này khẳng định để đầu của hắn bạo vỡ thành cạn bã ồ lăng hàn lộ ra vẻ kinh ngạc tuy cú đấm này đánh vào trên người của ngự vô địch, nhưng không có đánh thực. Bởi vì tiên khí phát huy, trong ánh sáng tím vàng phun trào, một luồng lực lượng vượt xa tiên vương tầng một bạo phát, tấn công về phía hắn, cho dù Lăng Hàn thấy tình thế không ổn, đã sớm vận chuyển bất diệt thiên kinh, nhưng vẫn cảm thấy dưới va chạm, toàn bộ xương trong cánh tay muốn vỡ nát. Mà dưới xung kích, nội phủ của hắn cũng chịu trọng thương, khó chịu đến không cách nào hình dung. Uy thế chí cao lưu chuyển, chỉ thấy trên thân côn dâng lên chín màu sắc đặc biệt, hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên. Ngự hư tiên vương, ngự vô địch đại hỷ, ngay cả hắn cũng không biết trong tiên khí này lại còn cất giấu một tia ý chí của lão tử, nghĩ đến đây là ngự hư tiên vương không hy vọng con trai có thói quen ỉ lại mình, vì lẽ đó giấu mà không nói, nhưng ở thời điểm con trai gặp phải nguy hiểm đến tính mạng vẫn sẽ kích thích ra. Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, thường thế bắt đầu cấp tốc khôi phục, nhưng dù sao cũng là bị tiên khí đánh giết, nên không có lập tức khỏi hẳn. Hắn không khỏi thầm nói với mình, không thể quá khinh thường người khác, nếu không thật có khả năng do bất cẩn mà mất đi tính mạng. Ha ha ha, ngự vô địch cười to, ai có thể nghĩ tới tình thế sẽ nghịch chuyển nhanh như vậy, hiện tại Lăng Hàn bị trọng thương, mà hắn lập tức liền có thể dùng hồng ma thổ, kế tiếp liền đến phiên hắn đẻ đánh Lăng Hàn. Tiểu tử, làm người không thể quá kiêu ngạo, tình tướng sẽ bị xét đánh. Hắn diễu cợt nói, tuy phụ thân chỉ lưu lại một tia ý thức, nhưng có thể kích hoạt tiên khí, mà mặc dù cây tiên côn tử kim này là lúc đầu ngự hư tiên vương tạo nên, nhưng khi đó hắn cũng đã là tiên vương tầng 9, uy lực vô cùng có cây tiên côn này hộ thân hắn tương đương với bất tử chi thân vậy cần sợ ai lăng hàn cười nhạt hắn không tin tia ý thức này của ngự hư tiên vương có thể tồn tại lâu như vậy chỉ cần kéo dài tới luồng ý chí này biến mất hắn như thường có thể đánh giết ngự vô địch nhất định phải giết không nói trước mắt hắn hung hăng chỉ dính đến mấy chữ ngự hư tiên vương này cũng phải giết nguyên văn xin trả tinh tướng sẽ bị xét đánh lăng hàn nói chết đi cho ta, ngự vô địch vung côn quét ngang, bởi vì giải quyết tính mạng của hắn nguy hiểm, tiên côn cũng không phát huy, dù sao đây chính là tiên lộ, tiên vương căn bản không thể tiến vào, có thể lưu lại một tia thần thức kích phát tiên khí cũng là ngự hư tiên vương thuộc loại tiên vương tầng 9 tuyệt mạnh mới có thể làm được. Vì lẽ đó, sở ý thức này khẳng định 10 phần yếu kém, mới có thể khóa trời giấu đất, đương nhiên chỉ có ở thời điểm cứu mạng mới sẽ phát huy. Lăng Hàn hư một tiếng, vung quyền đón đánh, oanh, Tiên côn lập tức nảy lên, suýt chút nữa để ngự vô địch vượt tay. chương 2709, cứu giá hạ. Ngự vô địch kinh hãi đến biến sắc, hắn cho rằng Lăng Hàn phải bị thương nặng đến tình trạng hầu như gần chết, kia là bảo khí tiên vương tầng 9 luyện chế, ngay cả tiên vương tầng một chân chính cũng có thể dễ dàng xóa bỏ. Nhưng Lăng Hàn cường thế phản kích lại cho hắn biết, thương thế của đối thủ xa xa không có nghiêm trọng như hắn tưởng tượng, ngược lại, sức chiến đấu của đối phương hầu như còn ở trạng thái mạnh nhất. Làm sao có khả năng, kia là bảo khí phụ thân hắn luyện chế A. Hắn không thể nào tiếp thu được, lăng hàn này đến cùng là yêu quái gì, ở niên đại hắn đừng nói không có quái vật như vậy, ngay cả đế tinh cũng chỉ có hắn, bằng không hắn cũng không thể quét ngang cùng cấp vô địch rồi. Ngự vô địch cầm côn mà đứng, hiện tại hắn muốn làm rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài tới hắn có thể lần thứ hai dùng hồng ma thổ, vậy hắn liền khẳng định thắng, bởi vì lăng hàn dùng hồng ma thổ trước hắn. Hắn tự tin như vậy đương nhiên là xây dựng ở dưới tình huống không ai có thể không ăn hồng ma thổ mà nắm giữ sức chiến đấu cấp tiên vương, nhưng ai bảo cơ duyên của Lăng Hàn nghịch thiên như vậy, chính là thành tồn tại độc nhất vô nhị. Lăng Hàn cường thế công kích, thương thế ở dưới bất diệt chân dịch vận chuyển đã hoàn toàn khôi phục, hắn cường thế như cũ, chỉ cần tiên khí không phát huy, ngự vô địch lại tính là gì. Lần này hắn có kinh nghiệm cùng giáo huấn, đương nhiên sẽ không lại đặt mình vào nguy hiểm, mà kéo dài một khoảng cách oanh kích điều này làm cho lực sát thương của hắn có hạ thấp, nhưng hắn mạnh hơn ngự vô địch quá nhiều, dễ dàng liền có thể đưa đối phương vào chỗ chết, bởi vậy, ý thức tiên vương trong tiên côn tử kim cũng không ngừng bị kích hoạt. Có thể nhìn thấy, sau mấy chục lần, thân ảnh của ngự hư tiên vương đã càng ngày càng nhạt. Chuyện này ý nghĩa, ngự hư tiên vương lưu lại thủ đoạn cho con trai có thể cứu hắn mấy chục lần, đủ thấy hắn sủng ái đứa con trai này dường nào. Nhưng ai có thể nghĩ tới trên tiên lộ lại có một quái vật như Lăng Hàn, nhanh như vậy liền bước ngự vô địch đến tuyệt cảnh. Đáng ghét, đáng chết, Ngự Vô Địch giống to, nhưng Ngự Hư Tiên Vương vì rèn luyện hắn, lưu lại tia ý thức này chỉ có thể bị động kích phát, dùng để bảo vệ hắn, nhưng không cách nào chủ động thảo phạt, căn bản là không làm gì được lăng hàn. Lẽ nào hắn thật phải chết ở chỗ này? Cái ý niệm này xẹt qua, cả người Ngự Vô Địch không khỏi phát lạnh. Từ khi sinh ra đến hiện tại, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày tử vong. Hắn có lão tử hầu như vô địch, bản thân càng là cấp bậc đế tinh, nhất định phải trở thành tiên vương tầng 9 thiên nhân kiếp căn bản không cần cân nhắc nhưng bây giờ thì sao đao tử vong đã gác đến trên cổ đúng lúc này hắn đột nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng hơn nữa còn là vẻ mừng rỡ như điên hắn có thể dùng hồng ma thổ ngày lành của ngươi đến rồi ngự vô địch cười ha ha vội vã lấy ra hồng ma thổ ăn vào nhất thời khí thế của hắn tăng vọt lực lượng cuồn cuộn mà động đạt đến cấp bậc tiên vương chết hắn cường thế giết ra tiên côn tử kim vung vẩy cực kỳ bá đạo thực lực bây giờ của hắn đã vô hạn tiếp cận tiên vương, tự nhiên cũng có thể có hạn độ mà phát huy ra uy của tiên khí, tăng cao sức chiến đấu. Lăng Hàn không vung quyền đón lấy, mà dùng tới tiên ma kiếm, lúc này uy lực của tiên côn tử kim quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào tiên vương giới chỉ đã không cách nào ngang hàng, nhất định phải dựa vào uy năng của tiên ma kiếm. Âm, um, âm, um, âm, um, hai tên chuẩn tiên vương điều khiển tiên binh đấu đối diện, tăng quy mô chiến đấu thêm một bước, dư tử tầm thường, chỉ có phần chố mắt quan sát. Ngự vô địch càng đánh càng mạnh, hắn nín một hơi, bị Lăng Hàn ức hiếp quá lâu, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn chân áp Lăng Hàn, tàn nhẫn xuất ác khí. Lăng Hàn không sợ, thể lực của hắn cực kỳ lâu dài, căn bản không lo dùng hết. Chiến một nén hương thời gian sau, ngự vô địch không khỏi biến sắc. Làm sao sức chiến đấu của Lăng Hàn vẫn mạnh như thế, một chút cũng không có ý tiêu giảm. Kháo, hắn dùng hồng ma thổ đã rất lâu a. À, ngự vô địch càng đánh trong lòng càng lạnh, chuyện gì thế này? hắn lại không phải không có dùng qua hồng ma thổ, có thể kéo dài thời gian bao lâu lẽ nào hắn còn không biết sao. Hắn cũng đã chống qua thời kỳ mình dùng không được hồng ma thổ, nhưng Lăng Hàn lại còn ở trạng thái sức chiến đấu khủng bố, cái này quá không hợp lý. Lẽ nào Lăng Hàn dùng siêu cấp hồng ma thổ, hồng ma thổ thăng cấp bản, hiện tại hắn chỉ có ở trong lòng tin chắc, nếu hắn dùng hồng ma thổ sau, vậy sức chiến đấu nhất định kéo dài hơn Lăng Hàn, vì lẽ đó, người cười đến cuối cùng nhất định là hắn. Hai người đại chiến, lúc trước ngự vô địch cũng xưng bá chủ một thời đại, bản năng, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại sinh mệnh lũy thừa của hắn hoàn toàn tương tự Lăng Hàn, hơn nữa đều nắm tiên binh, vậy đương nhiên sẽ không thua kém Lăng Hàn mảy may. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, người tới ta đi, thỉnh thoảng liền có máu tươi tung tóe, tình cảnh đồ sộ mà lại thê thảm. Lăng Hàn chiến ý sôi trào, tiên ma kiếm vung chém như bay, hắn chiến đến thoải mái tràn trề. Bất quá, hắn là thể thuật phát huy, có thể hầu như không chỗ tận cùng mà tiếp tục đánh, nhưng ngự vô địch không được, hồng ma thổ kéo dài thời gian có hạn. Hơn nữa, coi như dùng hồng ma thổ cũng chỉ có thể vô hạn tiếp cận sức chiến đấu tiên vương, mà không thể vượt qua, coi như liên tục hai lần dùng, thà rằng tự mình hại mình cũng vô dụng. Sức chiến đấu của ngự vô địch lại bắt đầu rơi xuống dốc. Hắn vừa giận vừa sợ, điều này làm cho hắn không cách nào tưởng tượng, không thể tiếp thu, tại sao có thể có quái vật như vậy. Ngươi, ngươi đến cùng vận dụng thủ đoạn gì, Hắn hỏi, nếu không hắn thực sự là chết cũng không nhắm mắt. Lăng Hàn cười nhạt, hắn lại có lý do gì giải thích cho đối phương. Người sắp chết, biết nhiều như vậy làm gì. Ngự vô địch đỏ cả mặt, năm đó hắn khi phách cỡ nào, quét ngang cùng cấp, bất luận người nào ở trước mặt hắn cũng chỉ có phần nằm dạp, nhưng bây giờ lại bị Lăng Hàn coi là kẻ chắc chắn phải chết, để hắn làm sao cam tâm. Hắn cắn răng, một ý nghĩ đang ở trong đầu của hắn bay lên. Nếu như chết, cơ duyên to lớn hơn nữa lại cùng hắn có quan hệ gì? chương 2710, quyết đoán, ngự vô địch hét lớn một tiếng, oanh, trong cơ thể lưu chuyển ra khí thức kinh khủng, kia là lực lượng cấp tiên vương chân chính. Hắn một là không cam lòng chờ chết, hai là kìm nén một hơi, liền làm ra quyết định, đột phá tiên vương. Nơi này có cơ duyên, chính là một viên tiên chủng hoàn mỹ, chiếm được, có thể vô hạn tiếp cận thiên địa bản nguyên, ở hắn đạt đến tiên vương tầng 9, nhìn thấy một chút hy vọng bước vào thiên tôn. Tuy chỉ là một chút, nhưng lại không biết có thể làm cho bao nhiêu tiên vương đố kỵ, không nói những cái khác, liền xem ngự hư tiên vương, hắn là tiên vương tầng 9 cường đại cỡ nào, nhưng đến nay vẫn không thể bước ra một bước then chốt kia. Chính vì như thế, ngự hư tiên vương mới phong ấn con trai độc nhất mấy kỷ nguyên, chính là vì tranh cướp cơ duyên lớn kinh người này. Thế nhưng, hắn không thể chờ đợi thêm nữa, một kẻ đã chết cần tiên chủng có lợi ích gì. Hắn gào thét, khi tức kinh khủng từng tầng từng tầng phun trào ra, lạc ấn tiên chủng đang cấp tốc lột xác, chuyển hóa về phía tiên chủng chân chính. Lăng Hàn hơi nhướng mày, nếu thật để cho ngự vô địch trở thành tiên vương, vậy lấy tư chất đế tinh của hắn, phỏng trừng sức chiến đấu sẽ bão tố tiến vào tầng 2, lại thêm tiên khí giúp đỡ, uy lực không thể tưởng tượng. Đến thời điểm ấy, đừng nói đánh giết ngự vô địch, ngay cả ngang hàng cũng không thể, phải thay đổi thành hắn chạy mất dép. Biện pháp duy nhất, nhất định phải giết chết ngự vô địch ở trước khi hắn đột phá. Ánh mắt Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ, hắn không chút do so dự mà cường thế ra tay, quyết định không cho ngự vô địch cơ hội đột phá. Người không ngăn được ta, ngự vô địch giống to, hắn là đế tinh, người nhất định trở thành tiên vương tầng 9, đi tiên lộ chỉ là một quá trình, có thể dễ dàng ngưng tụ thành tiên trùng, hoàn thành đột phá. Huống hồ, hắn sớm đã chiếm được lạc ấn tiên trùng hoàn chỉnh, cũng hoàn toàn tìm hiểu lạc ấn này, chỉ là còn mưu đồ tiên trùng hoàn mỹ, hắn mới không có đột phá, chỉ dựa vào tiên trùng kia trở thành chuẩn tiên vương. Hiện tại hắn thả ra áp chế, đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông oanh từng làn từng làn khí thức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn trào giữa bầu trời nhất thời có mây đen cuồn cuộn thiên kiếp đã hình thành ngăn cản không được hiện tại ngự vô địch chân chính nắm giữ thực lực tiên vương tuy vẫn chưa hoàn toàn nhảy qua nhưng đã không cần hồng ma thổ liền có thể duy trì sức chiến đấu hiện tại Soảng, một tia chấp bổ xuống hóa thành một cự nhân lôi đình triển khai công kích về phía ngự vô địch đây mới thực là sức chiến đấu tiên vương cực kỳ đáng sợ lang hàn ngừng tay nếu như hắn còn muốn đi công kích ngự vô địch thì tương đương với cùng thiên địa là địch tương tự sẽ có thiên kiếp nhằm vào hắn ngự vô địch cũng biết điểm ấy hắn thả ra tất cả toàn lực chống đỡ thiên kiếp hắn là đế tinh thiên kiếp này cũng cực kỳ khủng bố nhất định phải toàn lực ứng phó nếu không hắn lúc nào cũng có thể bị đánh giết thành cặn bã ánh mắt lăng hàn nhìn về phía giữa hồ xèo thân hình vạch xuống nếu đã không thể ngăn cản ngự vô địch vậy hắn trước hết thu lấy tiên trùng ngươi nghĩ hay lắm Ngự vô địch lại còn lưu ý Lăng Hàn, thấy hắn muốn rơi vào giữa hồ, lập tức ra tay ngăn cản. Lăng Hàn hừ một tiếng, thật sự cho rằng ta không dám độ thiên kiếp. Hắn múa tiên ma kiếm, phóng về phía ngự vô địch ở trong thiên kiếp, một bên thần thức truyền âm cho ba người nữ hoàng, để các nàng đi thu tiên trùng, mà hắn thì sẽ quấn quyết lấy ngự vô địch, lấy tính cách của ngự vô địch, e là thà rằng phá hủy tiên trùng cũng sẽ không tác thành người khác. Ba nữ lập tức hành động, bước về phía giữa hồ, nhưng cẩn thận từng ly từng tí một, nơi này tất nhiên có nguy hiểm lớn lao, bằng không tiên chủng này không phải sớm bị người lấy đi. Dám, ngự vô địch gừ một tiếng, lăng không đánh tới ba nữ một quyền, kinh lực sôi trào như biển. Lăng hàn một kiếm chém qua, chém tan công kích này của ngự vô địch, ngạo nghễ nói. Đối thủ của ngươi là ta, đáng ghét, ngự vô địch gào thét, nhưng thực lực của lăng hàn xác thực cực kỳ mạnh mẽ, đủ để chống đỡ hắn. Hai mắt hắn phun ra lửa giận, nhưng bỏ đi ý nghĩ tiếp tục ngăn cản các nàng nữ hoàng, chỉ cần hắn bước vào tiên vương, liền nắm giữ lực lượng vô thượng, đến thời điểm đó có thể giết chết bốn người lăng hàn, coi như để bọn họ đạt được tiên chủng thì đã làm sao. Nghĩ như vậy, hắn liền hết sức chuyên chú đi đối phó thiên kiếp. Lăng hàn cũng bị bách bước độ thiên kiếp, giữa bầu trời lại đánh xuống một tia chấp, hóa thành chiến thần đáng sợ, triển khai công kích về phía hắn. Hắn nhưng không sợ, tay trái ngưng quyền oanh kích, tay phải tiếp tục cầm kiếm chém tới ngự vô địch, làm sao cũng phải quấy dậy đối phương. Ai đột phá không cần hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh, độ thiên kiếp càng cực kỳ nguy hiểm, khả năng có người 5 phần người đột phá thành công, nhưng cuối cùng lại bị thiên kiếp chém xuống, việc sắp thành lại hỏng. Chịu đến quấy giày của Lăng Hàn, áp lực của ngự vô địch càng to lớn. Hắn không chỉ muốn ngăn cản cự nhân lôi đình, còn phải thôi thúc tiên chủng sinh trưởng, hai người cùng một chỗ tiến hành vốn là để hắn lao tâm lao lực, hiện tại lại thêm Lăng Hàn công kích, hắn tự nhiên cực kỳ khó chịu. Đối thủ quá mạnh mẽ, tay cầm tiên khí, đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng với hắn. Làm sao Lăng Hàn không sợ thiên kiếp? Hắn không nghĩ ra, phải biết Lăng Hàn chịu đựng uy lực của thiên kiếp cũng không yếu hơn hắn, tại sao Lăng Hàn còn có thể phát huy ra nhiều lực lượng như vậy đến công kích mình? Cái này tự nhiên là thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ, công kích của tiên vương tầng một đủ để liên tục chịu đựng mấy trăm phát. Coi như người có thể trở thành tiên vương, cũng là loại yếu nhất. Lăng Hàn từ tốn nói, nhưng khí phách không nói ra được. Quá trình đột phá tiên vương, Tiên trùng sẽ nảy sinh trưởng thành, đặc biệt là thời điểm Thiên Kiếp tàn phá, tuy nguy hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ để tiên trùng trưởng thành nhanh nhất, bởi vì trong thiên kiếp ẩn chứa lực lượng thiên địa, đối với tiên trùng trưởng thành là hữu dụng nhất. Một khi vượt qua, vậy tiên trùng trưởng thành sẽ trở nên rất chậm, có mấy người một kỳ nguyên đột phá một tầng cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Coi như Ngự Vô Địch chính là đế tinh, hắn tiến triển ở tiên vương cảnh cũng tuyệt đối không thể nhanh đi nơi nào, mà một khi bỏ qua kỳ ngộ hiện tại khả năng sau này liền phải tiêu tốn 100 triệu năm, 1 tỷ năm thậm chí 10 tỷ năm để đền bù. Chương 2711, bất đắc dĩ rời đi. Ngự vô địch tự nhiên cũng biết điểm ấy, không khỏi phẫn nộ đến phát điên, hắn gào thét như sấm, nếu không thể ở trong quá trình thiên kiếp thu được bước tiến dài, vậy sau khi hắn trở thành tiên vương cũng rất khó chân áp Lăng Hàn. Bởi vì hắn xem như là tin tưởng, Lăng Hàn có thể vĩnh viễn dùng chiến lược như vậy. Tên này thời gian tu luyện tuyệt đối chỉ có mấy vạn năm căn bản không thể ngộ ra trạng thái thiên cấm, hơn nữa coi như tiến vào trạng thái như vậy, kỳ thực cũng giống như hồng ma thổ, có thời gian hạn chế. Người quá đáng ghét, ngự vô địch hổ gầm, tên này là trời sinh đối đầu ngự ra sao? Năm xưa phụ thân hắn muốn có được khởi nguyên ma phương, kết quả cũng bởi vì quan hệ tới lăng hàn mà không thể thực hiện được, hiện tại hắn vô duyên với tiên chủng hoàn mỹ, ngay cả phẩm chất đột phá cũng mất giá rất nhiều. Quá bắt nạt người, trước khi nói người khác, cũng không trước tiên soi gương, nhìn xem mình là cái đạo đức gì. Lăng Hàn cười gần, tiên ma kiếm chém liên tục, cũng không cầu đả thương địch thủ, chỉ làm hết sức quấy giày ngự vô địch. Thời gian nửa ngày tự nhiên đi qua rất nhanh, Lăng Hàn cùng ngự vô địch cũng không có chú ý tình huống phía dưới, các nàng nữ hoàng có hái được tiên chủng hay không, lực chú ý của bọn họ đều dùng ở trên thiên kiếp. Mây đen bắt đầu tiêu tan, trời hiện dáng lành, có mùi thơm thơm ngát. Đây là thiên địa đang ăn mừng thế gian có tiên vương mới sinh, cũng là tiên vương đầu tiên xuất hiện trong 10 tỷ năm qua nhưng ngự vô địch không hề có sắc mặt vui mừng, trên người hắn xuất hiện một giải màu sắc đặc biệt, nhưng sắc thái cực yếu, loãng nhạt đến cơ hồ như có như không. Hắn tuyệt không muốn mình trở thành tiên vương dẫn đầu đột phá, chỉ ít cũng không phải hiện tại, mà phải đợi sau khi đạt được tiên chủng hoàn hảo. Hơn nữa trong quá trình đột phá chịu đến quấy giày rất lớn, để hắn trở thành tiên vương tầng một yếu nhất từ trước tới nay. Đương nhiên là tạm thời, tất cả những thứ này đều là bởi vì lăng hàn, trong ánh mắt của hắn phun ra sắc bén, ánh mắt đảo qua, lại có thật nhiều thăng nguyên cảnh bị băng phong. Hắn yếu như thế nào đi nữa, vậy cũng là tiên vương, hơn nữa càng có tư chất đế tinh, vẫn như cũng không phải thăng nguyên cảnh có thể ngang hàng. Người nên chết, hắn từng chữ từng chữ nói, tâm tình đã hoàn toàn ổn định lại, chỉ có sát khí vô tận đang sôi trào. Lang Hàn cười nhạt, người muốn giết ta nhiều lắm, người không phải người thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, nhưng kết quả giống nhau, nằm mộng ban ngày A. À. Lại biết ăn nói, người cũng chỉ là thăng nguyên, liền để ngươi mở mang kiến thức uy năng của tiên vương chân chính một chút. Tóc đen của ngự vô địch phất lên cao, oanh, hắn múa tiên côn tử kim, từng viên từng viên phù văn phát sáng, tiên khí này có hạn độ mà thức tỉnh. Tiên vương tầng một cũng không cách nào để tiên khí của tiên vương tầng 9 hoàn toàn phát huy, nhưng phát huy ra bộ phận sức chiến đấu là điều chắc chắn, mà cái này đã rất khủng bố. Ngự vô địch như đại ma thần, múa ra từng đạo từng đạo thần quang màu tím, có khí thế đáng sợ muốn diệt muôn dân. Lăng hàn thét dài, vung kiếm chống đỡ. Âm, um, âm, um, âm, um, hai đại tiên khí va chạm, không gian từng mảng từng mảng sụp xuống, tất cả mọi người đều bỏ chạy, ở trước mặt chiến đấu cấp tiên vương, bọn họ ngoại trừ nhượng bộ lui binh ra, còn có thể làm cái gì? Hiện tại ngự vô địch xác thực rất mạnh, một khi bước vào tiên vương cảnh, cho dù hắn chịu đến quấy rầy rất lớn, nhưng hắn có tư chất đế tinh, sức chiến đấu vẫn khủng bố như cũ, sinh mệnh lũy thừa chỉ ít cũng có năm ngàn Điều này làm cho lăng hàn áp lực lớn như núi, cũng còn tốt tiên ma kiếm liên tục thôn vệ vài món tiên binh, thu được năng lực đặc biệt, thay Lăng Hàn phân ưu giải nạn, nếu không coi như thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ cũng không chịu nổi. Chết đi cho ta, chết, chết, ngự vô địch đã giết đỏ cả mắt, hắn bị phong ấn mấy kỷ nguyên chính là vì cơ duyên lớn lần này, lại bị Lăng Hàn khuấy không còn, để hắn phẫn nộ đến nhất định phải giết chết Lăng Hàn mới giải hận. Lăng Hàn hừ một tiếng, lấy ra thiên địa nguyên cương. Nhất thời, ngự vô địch chỉ cảm thấy hàn ý khắp cả người. Đây là trực giác của tiên vương, đạt đến độ cao như vậy, tương thông quy tắc thiên địa, đối với nguy hiểm có phản ứng gần như bản năng. Hắn lập tức thu tay lại, sau đó lui nhanh chăm dặm, dùng ánh mắt cực kỳ cẩn thận nhìn vào trên tay của Lăng Hàn. Thiên địa nguyên cương, có thể diệt tiên vương cấp thấp. Lăng Hàn dùng ngữ khí 10 phần bình thản nói, không cần ước ao, muốn trách chỉ có thể trách lão tử của ngươi, rõ ràng là người của tiên vực, nhưng làm sự tình ăn cây táo rào cây sung, bằng không nếu hắn chịu thích cực đối kháng dị tộc, tích lũy chiến công, không biết có thể đổi bao nhiêu thiên địa nguyên cương. Ngự vô địch suýt chút nữa tức điên mũi, tiểu tử này cũng thật là độc địa, cái gì cũng có thể bị hắn đem ra trào phúng cười nhạo một phen. Nhưng Lăng Hàn nói rất có lý, để hắn muốn giải thích cũng không được. Đánh nữa hay không, Lăng Hàn cười nói, đối phương đã thành tiểu tiên vương, càng có tiên khí ở trong tay, không thể xem như loại thương bắc tiên vương bị hắn tập kích giết chết. Hơn nữa hắn cũng phá hoại kế hoạch thu lấy tiên chủng của đối phương, khiến cho đối phương sớm đột phá có thể nói là toàn bộ thắng lợi đầu của người này liền tạm gác lại sau khi hắn đột phá tiên vương lại thu cả người ngự vô địch run rẩy hắn nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới mình lại sẽ có một ngày như thế thành tựu tiên vương nhưng không làm gì được một thăng nguyên cảnh nhưng đối mặt thiên địa nguyên cương hắn căn bản không dám manh động đây quả thật là có thể mang đến cho hắn đả kích hủy diệt hắn lại quét một chút chỉ thấy trên hoa sen giữa hồ đài sen đã không cánh mà bay nhất thời liền dẫm chân, sau đó xoay người rời đi. Vèo, thần hà múa không, hắn trong nháy mắt liền biến mất. Hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ quay đầu trở lại. lang Hàn bay xuống mặt đất, chỉ thấy ba nàng nữ hoàng đều dồn dập tới đón. Tới tay không, hắn hỏi, tới tay, nữ hoàng gật đầu, là nàng thu lấy tiên trùng, thuộc tính thủy, cấp độ ở trên trái cây của tiên thụ thứ nhất. Nàng lại nói, đây là phải, càng tiếp cận trung tâm tiên lộ, đạt được tiên quả liền càng mạnh kẻ địch của chúng ta càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh, cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Như yêu nữ nói, chương 2712, bất tử hải, trước có 6 đại tiên vương dương dương mắt hổ, hiện tại lại có ngự vô địch, hơn nữa theo thời gian đi qua, ngự vô địch cũng trở nên càng ngày càng lợi hại. Lăng Hàn thờ ơ cười cợt, tùy bọn họ đi, ngược lại chỉ cần thực lực của chúng ta đủ mạnh, cần sợ ai tới. Ba nữ cũng gật đầu, bốn người bọn họ cũng đã là chuẩn tiên vương, đặc biệt là Lăng Hàn, sức chiến đấu thông thường, lực phòng ngự đã vô hạn tiếp cận tiên vương, vẫn đúng là không cần e ngại tiên vương tầng 1. Gặp phải tầng 2, bọn họ cũng có thiên địa nguyên cương. Chỉ cần cẩn thận, không cần e ngại, một lần nữa lên đường, bọn họ đạt được tiên chủng xa xa còn chưa đủ. Nữ hoàng cũng rất mau lấy ra lạc ấn của viên tiên chủng thứ nhất, để lang hàn luyện thành đan dược. Tiên chủng qua tay này cũng chỉ có thể dùng để luyện đan, không còn công dụng khác. Bốn người vẫn lấy xe ngựa thay đi bộ, một đường chậm rãi đi tới thành thị kế tiếp. Tiên lộ rất lớn, vượt xa tưởng tượng của bọn người lăng hàn. Ngự hư tiên vương phong ấn con trai, là vì để cho hắn ở trên tiên lộ đạt được tuyệt thế cơ duyên. Lăng hàn hồi tưởng lại ngự vô địch, không khỏi suy đoán. Vì thế, hắn bị phong ấn vài kỷ nguyên, các người nói, cơ duyên như vậy đến cùng là cái gì? Tiên lộ là để người ta thành tựu tiên vương, như vậy cơ duyên này nhất định là tiên chủng hoàn mỹ. Nữ hoàng suy đoán nói. Ừm, nhu yêu nữ gật đầu biểu thị đồng ý. Hổ nữ ngáp một cái, có vẻ không để ý chút nào. Tiên trùng hoàn mỹ sao? Lăng hàn lẩm bẩm, sau đó nhoẻn miệng cười. Vậy thì đến giành giật một hồi đi. Xe ngựa lắc lư ba tháng, nhưng bị bách bức ngừng lại. Phía trước xuất hiện một vùng biển mênh mông, xe ngựa không thể qua. Nếu như vùng biển này chỉ là nước bình thường, vậy xe ngựa hoàn toàn có thể như dẫm trên đất bằng. Đáng tiếc không phải, biển này cuốn lấy đầu sóng đáng sợ có thể nhìn thấy có ánh sáng đại đạo ở trong đó giật động, có thể dễ dàng đập chết tiên phủ cảnh. Đây là bất tử hải, phu xe ngựa nói, trên mặt tràn ngập kính nể, tuy tên là không chết, nhưng người xông vào là cửu tử nhất sinh, cực kỳ nguy hiểm. Bốn vị đại nhân, tiểu nhân thực sự không dám xông. Lăng Hàn cũng không ép, liền gật gù nói, được, người trở về đi, hắn ném qua mấy khối tinh thạch, đây là vật phẩm khan hiếm của tiên lộ, đủ để thanh toán thủ lao cho người này phu xe tiếp nhận tinh thạch nói cảm ơn liên tục, cũng không dám ở lại lâu, vội vã thôi thúc xe ngựa đi trở về. Nơi này cách bờ biển kỳ thực còn có chút khoảng cách, thậm chí bởi vì địa thế, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một góc biển rộng, nhưng tiếng sóng biển to lớn cũng đã thu hết trong tai, thật giống như địa chấn, lại giống như núi lở, cực kỳ hùng vĩ. Đi, bọn họ đi về phía biển rộng, lại đi hơn 10 dặm, một biển lớn màu xanh lam phả vào mặt. Biển rộng bao la vô biên, cho dù bọn họ đều có thị lực của chuẩn tiên vương cũng không cách nào thấy phần cuối, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đầu sóng tới cao trăm trượng đập qua, kinh thiên động địa. Mà ở ven biển cũng tụ tập rất nhiều võ giả, có người đang thúc đẩy bè gỗ vừa làm tốt tiến vào biển rộng, có thì đang chiến đấu, mà đối tượng chiến đấu lại là đầu sóng đập tới, hóa thành binh khí, hình người, sức chiến đấu còn tương đối mạnh mẽ. Lăng Hàn thấy rõ, cái bè gỗ này vừa vào biển rộng, rất nhanh thì vỡ tan, ăn mòn, mà người ở phía trên thì rơi vào trong biển, rất nhanh cái bụng lật lên, ngỏm củ tỏi. Rất khủng bố, nước biển này có lực sát thương đáng sợ. Nhưng mà, người này vừa chết, lập tức liền có võ giả nhảy một cái, nhảy lên thi thể của hắn, sau đó quét về mặt nước, tạo nên kình phong rất mạnh mẽ, thúc đẩy thi thể tiến về phía trước, cũng mang theo hắn theo gió vượt sóng. Cực kỳ quái lạ, bè gỗ căn bản không thể chịu đựng ăn mòn của nước biển, nhưng thi thể chết đi lại có thể trở thành vật dẫn. Lang Hàn bừng tỉnh, nhiều người như vậy ở bên bờ biển chờ, là hy vọng người ngốc nào không biết tình huống mà chế tác bè gỗ ra biển kết quả tự nhiên là bỏ mạng thì thể tác thành người khác những người ở lại bên bờ biển này phải có bối cảnh cấp tiên vương mới biết phải làm như thế nào đây chính là lai lịch của bất tử hải sao bốn người đều hiếu kỳ bọn họ đi tới người phụ cận thấy thế lập tức đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn bọn họ thật giống như một đám xó nhìn chằm chằm bốn con cừu ở trong mắt bọn họ bốn người lăng hàn căn bản không phải người mà chỉ là công cụ vượt biển ánh mắt lăng hàn đảo qua nói ai muốn có ý đồ với chúng ta hắn mỉm cười không lộ một chút xíu sát khí có người nhận ra được hắn lập tức quay đầu bỏ đi nhưng luôn có người không nhận ra lăng hàn hai tay ôm ở trước ngực lộ ra vẻ khinh thường tiểu tử một kéo ba hơn nữa còn là ba nữ nhân ngươi cho rằng nơi này là hậu hoa viên của nhà mình sao có người đỏ mắt nói hắn không ngại đánh giết lăng hàn sau đó ném vào trong biển rộng làm thuyền lăng hàn nhìn về phía người kia là một nam tử tóc đỏ, thậm chí trên người che kín lông đỏ, thật giống như tiến hóa không trọn vẹn, mười phần dã nhân. Loại thú nào biến thành? Lang Hàn hỏi, nam tử tóc đỏ không khỏi giận dữ, hắn nhếch miệng, chỉ thấy hai viên răng nanh lồi ra, bộ dạng mười phần hung ác. Đừng làm ta tức giận, chuyện này đối với ngươi không hề có một chút chỗ tốt. Lang Hàn cười ha ha, câu nói này từ trước đến giờ là ta nói với người khác, hiện tại nghe vào trong tai, có loại cảm giác là lạ. Ta giết ngươi, sau đó sẽ ở trên thi thể của người khác lên hai chữ ngu xuẩn. Nam tử tóc đỏ hung hãn ra tay, hắn muốn đánh giết Lăng Hàn, lấy thi thể người này vượt biển, thậm chí, hắn không ngại thua các nàng nữ hoàng làm nhân sủng. Lăng Hàn chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, một luồng hàn ý đáng sợ xung kích, toàn thân nam tử tóc đỏ không khỏi run run, công kích im bặt. Nam tử tóc đỏ chỉ cảm thấy trái tim như lôi, trong lòng hắn hoảng hốt, tại sao ánh mắt của người này đáng sợ như thế, liếc mắt nhìn liền để hắn suýt chút nữa đứng tim. Hắn tiếp sức cho mình, Lang Hàn nhất định là tu luyện bí pháp nào đó, mới sẽ làm ánh mắt nắm giữ lực uy hiếp đáng sợ như thế. Hắn lay động thân thể, nhất thời hóa thành một hồng lang, bộ lông như lửa cháy, cực kỳ bóng loáng. Hắn há miệng, hung uy tràn ngập, phía sau hiện ra một hư ảnh sói lớn, cao tới vạn trượng, tỏa ra lực áp bách vô cùng. Chương 2713: Thi thể tung bay. Hóa ra là sói con, Lang Hàn cười nói, "Hí, tiểu khủng không nhịn được há miệng ra." lộ ra bộ dạng hung ác, đối với nó mà nói, nam tử tóc đỏ là đang khiêu khích nó. Đi thôi, lang hàn cười, vô tới tiểu khủng ở trong lồng ngực nhu yêu nữ, sau đó đập tới hồng lang. Hồng lang không khỏi giận dữ, người cầm một tiểu thú đến đập hắn, đây là miệt thị hắn thế nào. Nhưng mà, thời điểm tiểu khủng lộ ra răng sắc ôm um tùm, cả người hắn đều nổi ra gà, lúc này mới ý thức được mặc dù tiểu khủng như người hiền lành, nhưng sự thực là đại sát khí khủng bố. Hắn vội vã kích hoạt huyết mạch của bản thân, huyết quang đầy trời, hư ảnh con sói lớn kia cũng phát ra một tiếng rít lên, há mồm về phía tiểu khủng, nhất thời một mũi tên máu bắn ra, vào tới tiểu khủng. Tiểu khủng không nhìn, thể phách của nó cực kỳ mạnh mẽ, đủ để sánh vai lăng hàn, để nó có tư cách ngang tàng như thế. Oanh, mũi tên máu đánh tới, thân thể của tiểu khủng cơ hồ không nhúc nhích một hồi, tiếp tục giết về phía hồng lang. Nó nhào một cái, đã cùng hồng lang giết thành một đoàn. Chỉ nghe tiếng thú gào ngập trời, hai mãnh thú một lớn một nhỏ giết đến cực kỳ kịch liệt nhưng hình ảnh như vậy không có kéo dài bao lâu rất nhanh tiểu khủng liền làm thịt hồng lang cắn vào cổ của đối phương hồng lang còn đang dãy rụa cái này làm tức giận tiểu khủng miệng dùng sức hợp lại lại lay động mấy lần hồng lang liền rủ tứ chi không cách nào nhúc nhích người bốn phía thấy thế đều hút vào khí lạnh một tiểu thú nhìn rất đáng yêu lại là đại sát khí đáng sợ kha kha thực sự là tự tìm đường chết có người thản nhiên nói lời ấy nói như thế nào? Bên cạnh có người hỏi, lẽ nào các người không biết, hắn là Lăng Hàn sao? Người lúc trước nói, Lăng Hàn, T, là cái Lăng Hàn kia, người xung quanh đều phản ứng lại, bọn họ đều nghe nói, tam đại thiên tôn khai chiến, dây dẫn lửa là một người tên Lăng Hàn. Chẳng trách mạnh như vậy, cũng phải, người có thể lắp lên quan hệ với thiên tôn, có thể không lợi hại sao? Lăng Hàn không để ý đến phản ứng của mọi người, hắn nắm thi thể hồng lang lên, trực tiếp ném vào trong biển rộng, muốn hại người liền phải có giác ngộ bị giết ngược lại. Không người nào dám cướp giật thi thể này, chính là dẫm vào vết xe đổ của hồng lang. Bốn người lang hàn nhảy lên thi thể sói, con sói này đủ lớn, dài khoảng 3 trượng, rộng hơn một trượng, bốn người đứng ở phía trên cũng không chen chúc chút nào. Lang hàn tiện tay ấn xuống một trường, kinh lực đánh ở trên mặt nước, vung lên cuộn sóng, cũng kéo thuyền sói đi về phía biển rộng. Trước tiên thử xem uy lực của nước biển này, hắn nói, trên biển có khả năng tao ngộ chiến đấu cực cao, hắn nhất định phải biết mình có thể dính vào nước biển hay không, trình độ cụ thể lại đến bao nhiêu. Lăng Hàn trước tiên vươn ngón tay, nhẹ nhàng ấn vào trong nước biển. Nhất thời, một luồng tử khí xung kích về phía hắn, muốn diệt tuyệt sinh cơ của hắn, để hắn vĩnh viễn tĩnh mịch. Lăng Hàn hừ một tiếng, lực lượng cấp tiên vương phát động, nhất thời chặn lại cỗ tử khí này. Tử khí rất mạnh mẽ, nhưng cách tiên vương còn có một chút, thăng nguyên cảnh không cách nào chống lại, nhưng chuẩn tiên vương có thể không sợ. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, thể phách của hắn kinh người sinh cơ bừng bừng hoàn toàn có thể chống đỡ tử khí xâm lấn thế nhưng hắn giơ tay lên chỉ thấy trên bàn tay che kín vật chất màu xám đây có ảnh hưởng rất lớn với lực lượng quy tắc hắn nổ ra nhưng thể thuật không bị ảnh hưởng lang hàn lộ ra nụ cười tử khí này tương tự với quy tắc hắc ám nhưng tiên vực hẳn là không có quy tắc hắc ám khá là quái dị nhưng tuyệt đối là tới trình độ quy tắc bởi vậy quy tắc tác dụng với quy tắc nhưng vô hiệu với thể thuật ở trong biển rộng khai chiến ta ngược lại có ưu thế. Lăng Hàn nói, trong biển này có lực lượng thần bí, hạn chế năng lực phi hành của tất cả mọi người, ngay cả Lăng Hàn, thực lực vô hạn tiếp cận tiên vương cũng không cách nào ngoại lệ. Bởi vậy, ở trong biển khai chiến, ngay cả tiên vương cũng phải chân đạp mặt biển, thực lực tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Cái này thật giống như là chiến trường làm cho ta, các nàng nữ hoàng từng cái thử nghiệm, các nàng cũng có thể đối kháng tử khí, nhưng cần tiêu hao khá nhiều tinh lực của bản thân, tương đương với cắt giảm một bộ phận sức chiến đấu rất lớn không sao, xuất phát, lăng hàn lại đẩy một trường, thuyền sói lập tức ra tốc, xuất phát về phía biển rộng. Oanh, một đạo sóng lớn vỗ lại, cao chừng trăm trượng, cực kỳ khủng bố. Lăng hàn cầm kiếm đỉnh ở mặt trước, hơi xúc thế, sau đó một kiếm cắt ra, kiếm khí nổ ra, như một thần long nổi giận, đánh tới đầu sóng. Oanh, kiếm khí tập kích đến, đầu sóng bị phá diệt. Ao ao rào, bọt nước tung tóe, thổi qua bên người lăng hàn, nhưng không có dính vào hắn mảy may thể lực của lăng hàn dồi dào căn bản không cần ba nữ giúp hắn thay ca một người liền có thể giữ ải non nữa ngày sau đường ven biển phía sau đã hoàn toàn biến mất mà biển rộng cũng biến thành dịu ngoan gió êm sóng lặng tiên lộ có phân chia ngày đêm lúc này là lúc mặt trời lặn về hướng tây chỉ thấy một viên hỏa cầu như nổi trên mặt biển đỏ ngầu có vẻ đặc biệt to lớn có điều tiên lộ ngày đêm luân phiên cũng cần ba ngày bởi vậy ánh tà dương này thật lâu cũng không có chìm xuống Ô! phía trước có đồ vật trôi đến. Lang Hàn đột nhiên nói, ba nữ đều đứng lên, nhìn lại phía trước, chỉ thấy trên mặt biển quả thật có vật lạ gì đó bồng bềnh, còn phập phồng chìm nổi. Là một người, nữ hoàng nói, Lang Hàn ngưng mắt nhìn kỹ, chậm rãi nói, là người ra biển trước chúng ta kia. Bọn họ tận mắt thấy có người dẫm thi thể của người khác làm thuyền, đi về phía biển rộng sâu xa, mà Lang Hàn có thể khẳng định, hiện tại thi thể trôi về phía bọn họ nhất định là người kia. Hẳn là thi thể, Lăng Hàn không cho là đối phương có thể ở dưới tử khí của nước biển kiên trì thời gian lâu như vậy. Lăng Hàn lại đập mấy trường, nghênh tiếp về phía bộ thi thể kia. Hai người tiếp cận, sau đó đụng vào nhau, đầu sóng cuốn một cái, thi thể kia trở mình, đã biến thành khuôn mặt hướng lên. Quả nhiên, là người kia, có thể đi tới nơi này nói rõ thực lực của hắn hoàn toàn có thể xử lý sóng gió, nhưng hiện tại lại chết ở chỗ này. Lăng Hàn nghi vấn, nói rõ trong biển còn có nguy hiểm khác, nữ hoàng tiếp lời nói chương 2714, Thủy Đằng Thượng. Cẩn thận, nhu yêu nữ cũng nói, tuy thực lực bốn người bọn họ rất mạnh, nhưng trên đời tồn tại mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm, đặc biệt là nơi chưa biết như thế này, nhất định phải cẩn thận hơn. Trong chớp mắt, Lăng Hàn bay lên một cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung, mi tâm giống như đâm một châm, có một loại cảm giác đâm nhói mãnh liệt. Hắn lập tức lực trải toàn thân, trong đôi mắt bắn ra thần mang, tiên ma kiếm thủ thế chờ đợi. Các nàng nữ hoàng đã cùng Lăng Hàn hình thành ăn ý tuyệt đối, căn bản không cần Lăng Hàn cảnh cáo, đã dồn dập tiến vào trạng thái phòng ngự. Có điều là, nguy hiểm đến cùng đến từ nơi nào? Đúng lúc này, chỉ thấy bộ thi thể kia đột nhiên mở mắt ra. Rất đáng sợ, người chết đột nhiên mở mắt, hơn nữa không có con ngươi, chỉ có tròng trắng. Đệt, bốn người Lăng Hàn cũng không tự chủ được chảy mồ hôi lạnh, không phải bọn họ chưa từng thấy người chết, hay tạp vật mà là người chết này tản mát ra khí tức quá lạnh lẽo tuyệt đối là cấp bậc tiên vương người chết ngẩng đầu đột nhiên há miệng ra lộ ra một loạt hàm răng cực kỳ sắc bén táp về phía lăng hàn nhân loại tuyệt đối không có răng nhọn như thế từng cái từng cái thật giống như mâu mài nhọn quá quỷ dị giả thân giả quỷ lăng hàn biết đầu nguồn nguy hiểm đến từ phương nào trái lại bình tĩnh hơn hữu quyền ngưng tụ đánh tới bộ thi thể kia thi thể kia cũng không tránh né há miệng thật to cắn về phía nắm đấm của lăng hàn muốn xem quả đấm của ta cứng, hay là răng của ngươi cứng. Lăng Hàn hào hùng vạn trượng, một quyền lật đổ, răng rác, thi thể kia nặng nề khép miệng, cắn ở trên cổ tay của Lăng Hàn. Lăng Hàn nhếch miệng nở nụ cười, lực lượng hoàn toàn bắn ra, răng nhọn của thi thể kia không có cách nào ngăn cản quả đấm của hắn, oanh, đánh vào trên yết hầu của bộ thi thể kia. Thi thể nặng nề chấn động, hai tròng mắt muốn bắn ra ngoài. Nhưng nó vẫn gắt gao cắn Lăng Hàn, muốn khống chế Lăng Hàn, sau đó duỗi ra hai cánh tay chộp tới. Vừa mới qua bao lâu, chỉ thấy người ngón của hắn liền trở nên dài nhọn, thật giống như từng thanh thiết kiếm. Nói với ngươi, ngươi là nằm mộng ban ngày, cánh tay phải của Lăng Hàn rung lên, thẻ thẻ thẻ, hàm răng rồn dập phá nát, hắn thuận thế vén lên, thi thể liền bị hắn quăng bay ra ngoài. Oanh, thi thể một lần nữa rơi về biển rộng, bọt nước tung tóe. Chỉ trong nháy mắt, mặt biển phá tan, bộ thi thể kia lại giết ra, giọt nước hóa thành vô số công kích, bắn về phía bốn người Lăng Hàn. Lăng Hàn một kiếm đảo qua, Vù, những giọt nước này đồng thời trở nên bất động, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn xông ra, phốc phốc phốc, bộ thi thể kia nhất thời bị xuyên thủng, nhưng không có một chút xíu máu chảy ra. Lang Hàn lại oanh một quyền, oanh, đánh vào ngực của thi thể, dưới lực lượng thô bạo nghiền ép, xương sườn của thi thể vỡ nát, trực tiếp mở ra một lỗ thủng to ở sau lưng. Máu trong thi thể này đã hoàn toàn chảy sạch, bởi vậy tuy thân thể phá tan, nhưng chảy ra là nước biển, còn có một chút vật chất màu xám nói không rõ ràng là cái gì. Oanh thi thể bị lần thứ hai oanh vào trong biển rộng, lúc này không có hiện lên nữa. Sinh mệnh lũy thừa đại khái ở 4007, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, có phán đoán, cái này xa xa không phải đối thủ của bốn người bọn họ, cho dù là nhu yêu nữ, sinh mệnh lũy thừa thông thường của nàng cũng có 4700 điểm, căn bản không cần e ngại thi thể này. Có điều là, bọn họ là bọn họ, phải biết thăng nguyên cảnh đỉnh cao phổ thông sinh mệnh lũy thừa chỉ có 4003, ngay cả đế tinh cũng chỉ có 4005, có thể thấy được chỉ số 4.007 này khủng bố cỡ nào. Nếu không có chuẩn tiên vương, nhất định phải là đế tinh lại ăn hồng ma thổ mới có thể đối kháng. Đương nhiên, loại biến thái như lang hàn là không tính, dù sao vô số vị diện, vô số kỷ nguyên cũng chỉ khả năng xuất hiện một cái. Sắc mặt lang hàn nghiêm nghị, tuy thi thể này không quá đáng sợ, nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành. Bởi vì khi người kia còn sống không quá mạnh mẽ, sinh mệnh lũy thừa nhiều nhất hơn 4.300, khả năng 4.400, mạnh có hạn trong biển rộng này cất dấu bí mật đáng sợ dâm bọt nước tung tóe bộ thi thể kia lại nhảy ra lần này nó cuối cùng có biến hóa chỉ thấy một dây mây màu xám quấn ở trên xương sống của hắn còn giống như truyền món đồ gì đó vào đây là dây của một loại rong nào đó hình ống bên trong có chất lỏng khó tả đang lưu động cực kỳ kỳ dài tin tưởng là từ trong biển sâu thò ra vù thi thể lần thứ hai mở hai mắt ra trên nhãn cầu có thêm một lớp đồ vật mờ mịt đây mới là nguyên do biển này tên Bất Tử Hải." Lăng Hàn nói, mặc dù sinh linh lọt vào trong biển sẽ chết, rồi lại lấy một loại phương thức quái lạ sống, hơn nữa đánh như thế nào cũng đánh không chết, có thể nói là không chết. Nếu đến, Hồ Nữ hưng phấn, nàng liền yêu thích loại vật mới mẻ này. Oanh, nàng chạy ra, hai chân dẫm mặt nước, dù quy tắc nơi này quái lạ, nhưng nàng vẫn có thể ở trên mặt nước một quãng thời gian rất dài. Tiểu Nha đầu Dương Quyền, đánh tới thi thể, thủy đang giật động thật giống như cây roi múa lên thi thể đập tới hổ nữ nữ không sợ hổ nữ nũng nịu quả đấm nhỏ ngưng tụ ánh sáng quy tắc đánh về thi thể oanh 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 thi thể không ngừng đấu đối diện với hổ nữ nhưng không phải là nắm đấm hoặc chân gì mà cả người đều là vũ khí trên thực tế thủy đằng kia mới như là tay thi thể chỉ là vũ khí mà thôi lang hàn gật đầu sinh vật trong biển mới là nguyên nhân dẫn đến tử thi phục sinh mà người này phỏng chừng cũng là bị đồ vật trong biển kia giết chết cũng không nhất định, có thể là thực vật trong nước đã khống chế bộ thi thể kia trước, sau đó lật úp hắn vào trong biển giết chết. Ồ, vậy phải còn có một bộ thi thể, mới nói xong, rào, mặt biển phá tan, chỉ thấy một bộ thi thể giết ra, tương tự ở trên xương sống quấn quanh một cây thủy đăng, tỏa ra khí tức dữ tợn, giết về phía hổ nữ. Vật này ngược lại cũng thông minh, biết đạo lý tổn thương năm ngón không bằng đoạn một ngón. Lăng Hàn nói, nhu yêu nữ che miệng cười, cho rằng người trên thế giới này đều ngốc như ngươi sao. Lăng Hàn cười ha ha, vùng kiếm giết ra, nhưng mục tiêu không phải hai cỗ thi thể, mà là thủy đăng. Oanh, hắn trực tiếp nhảy vào trong biển rộng, nước biển kéo tới, nhất thời có tử khí đáng sợ loạn xạ xuất hiện, muốn xuyên qua thân thể của hắn, hủ hóa mỗi một bộ phận của hắn. chương 2715, thủy đăng hạ. Lăng Hàn không sợ, thể lực sôi trào, ở trong biển mạnh mẽ tạo ra một không gian giống, nhưng cái này rất tốn sức, thật giống như toàn bộ biển rộng đều đối địch với hắn, muốn đè ép hắn thành cặn bã ở trên mặt biển cùng trong nước biển thực là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng lăng hàn thầm nói một câu trong trạng thái này hắn nhiều nhất kéo dài một canh giờ nếu không lấy thể lực của hắn cũng sẽ cảm giác được mệt nhọc xeo chỉ thấy một thủy đăng không biết từ địa phương nào vẫy tới cuộn về phía lăng hàn lăng hàn múa tiên ma kiếm đón đánh sắc bén lấp lóe sát khí ngút trời thủy đăng kéo tới lại bị hắn một kiếm chém chúng lăng hàn nhất thời chỉ cảm thấy mình chém ở trên tiên kim tính cứng đáng sợ đến kinh người nhưng cái này dù sao không phải tiên kim, lăng hàn toàn lực bạo phát, tiên ma kiếm cũng thả ra sát khí kinh thiên. Giang giác, thủy đăng bị chặt đứt, nhất thời có vật chất màu xám từ trong chỗ đứt gãy trào ra, thật giống như máu của nó, nhất thời ô nhiễm thủy vực bốn phía. Lăng hàn lập tức cảm giác được tử khí tăng thêm nồng nặc, như ngàn vạn dễ nhỏ đâm tới hắn, muốn công phá phòng ngự của hắn. Toàn bộ tử khí trong biển rộng đều đến từ loại sinh vật thủy đằng này, hay là sinh vật thủy đằng này bị tử khí trong biển rộng đồng hóa, Lăng Hàn chưa kịp suy nghĩ, chỉ thấy thủy đằng bị chém nước kia lần thứ hai đánh tới hắn, nó dài không biết bao nhiêu, trước bị Lăng Hàn chém xuống chỉ khoảng hai trượt, xa xa không thể dao động đến căn bản của nó. Lăng Hàn cười gần, quản ngươi dài bao nhiêu, ta nhất định không ngừng chém, xem có thể chém ngươi thành khúc nhỏ hay không. Thủy đằng công liên tiếp mấy lần, nhưng chỉ bị Lăng Hàn chém xuống càng nhiều, nó không vô nghĩa mà bị thương như thế nữa, đột nhiên co rụt lại, lui về biển rộng sâu xa. Không chơi nữa, đột nhiên con người của Lăng Hàn căng thẳng, chỉ thấy 17 vật đen thui từ nơi sâu xa trong biển rộng bắn nhanh đến, nhìn kỹ, chính là 17 sợi thủy đăng. Còn biết hô bằng gọi hiếu, Lăng Hàn không dám khinh thường, nếu như là trên mặt đất, vậy đừng nói 17 cái, 170 cái hắn cũng không sợ, nhưng ở trong biển sâu, hắn cần phân ra lực lượng dùng để đối kháng thủy áp, sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ hạ thấp rất nhiều. Dưới chân hắn điểm một cái, hiện lên mặt nước, ở đây khai chiến hắn chịu thiệt quá lớn xeo xeo xeo, 17 thủy đằng cuộn về phía mắt cá chân của hắn, lại còn rất có trí tuệ, biết chỉ cần kéo lang Hàn vào đáy biển, liền có thể không chiến mà thắng. Lang Hàn vung kiếm, chém ra một đạo kiếm khí bén nhọn, mà bản thân thì dựa vào nguồn lực lượng này cấp tốc bay lên mặt biển. Soạt, ánh kiếm lay động, 17 sợi thủy đằng làm ra một động tác kinh người. Bọn chúng quấn chặt lẫn nhau, hóa thành một nắm đấm to lớn, đón lấy ánh kiếm. Oanh, ánh kiếm cắt đến, nhưng chỉ lưu lại một dấu vết mờ mờ, 17 sợi thủy đằng cấp tốc tản ra, lại truy kích về phía Lăng Hàn. Dầm một tiếng, Lăng Hàn đã vọt ra khỏi mặt nước, hắn đứng ở trên mặt biển, nhất thời áp lực tan hết, chỉ cần đối kháng lực lượng quy tắc đặc hữu ở trong khu vực này, không để cho mình chìm xuống là được. Ao ao dao, 17 thủy đằng cũng gần như cùng lúc đó vọt ra khỏi mặt nước, phân từ các phương hướng khác nhau công kích Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ, triển khai tiên ma kiếm, cùng những thủy đằng này ác chiến. Thủy đằng này mạnh mẽ hơn thi thể rất nhiều, nhưng sinh mệnh lũy thừa cũng chỉ khoảng bốn ngàn tám coi như lấy một địch nhiều lăng hàn vẫn có vẻ thành thạo điêu luyện hắn một kiếm một kiếm mà chém trên mặt biển rơi đầy tàn thể của thủy đằng nhuộm nước biển thành màu xám tử khí bốc lên xeo thủy đằng đột nhiên lùi lại bao quát hai thi thể đang ác chiến với hổ nữ cùng một chỗ đi vào trong biển rộng thủy đằng lui không chỉ thủy đằng lui thuận tiện còn kéo hai cỗ thi thể kia về biển rộng gió êm sóng lặng nhưng lăng hàn không dám bất cẩn Hắn tin tưởng những thủy đằng này sẽ không bỏ qua như thế. Không được, hắn hơi nhướng mày, đột nhiên thân hình lao ra, oành, hắn đã nhảy vào trong biển rộng, chỉ thấy 19 sợi thủy đằng đang lặng yên không một tiếng động giết tới, mục tiêu nhắm thẳng vào thuyền dưới chân bọn họ. Những thủy đằng thật rất có trí tuệ, biết đạo lý bắn người phải bắn ngựa trước. Coi như bị phát hiện, kỳ thực bọn chúng cũng thắng, làm cho Lăng Hàn vào biển chiến một trận. Ánh mắt của Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ, lấy thần niệm nói: các ngươi lại muốn không biết điều, thì chớ có trách ta không khách khí. Hắn lấy ra thiên địa nguyên cương, đây chính là đại sát khí khủng bố có thể uy hiếp tính mạng của tiên vương cấp thấp. Quả nhiên, 19 sợi thủy đằng đều hơi ngưng lại, tựa hồ biết uy lực của đồ chơi này, không dám nhào tới, nhưng cũng không có thối lui, cách khoảng cách thật xa dừng lại, thật giống như lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Hàn. Cái này không phải một tin tức tốt, lang Hàn có thể ở trong biển thời gian có hạt, nhưng chỉ cần những thủy đằng này không lùi, hắn cũng không thể lên thuyền, nhất định phải ở đây để phòng, để hắn cực kỳ bị động. Lăng Hàn đơn giản thu kiếm, một tay nắm lấy sát sói mang theo mình đi tới, một tay khác nắm Thiên Địa Nguyên Cương, xem thủy đằng nào dám đến chịu chết. Thuyền di động, ba nữ ra lực để nó nhanh chóng đi tới. Thể lực của Lăng Hàn cấp tốc tiêu hao, mảnh biển rộng này cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn có thể coi như là một tên tiên vương tầng 2, Lăng Hàn tiến vào trong biển rộng, tương đương với đang đối kháng vị tiên vương này đè ép. Tuy biển rộng không hề sử dụng toàn lực, nhưng lực từ bốn phương tám hướng không có một góc chết để lăng hàn bị ép hút ra rất nhiều lực lượng tiến hành đối kháng gia tốc thể lực tiêu hao đương nhiên bổ sung thể lực cũng đơn giản chỉ cần ăn một chút gì đó lại nghỉ ngơi một chút khẳng định liền có thể khôi phục then chốt là hiện tại sao có thời gian cho lăng hàn khôi phục rất nhanh nửa canh giờ đi qua lăng hàn đã có cảm giác cật lực rõ ràng hắn phỏng chừng mình có thể ở trong biển rộng kiên trì một canh giờ kia là tình huống cực hạn nhưng từ nửa canh giờ bắt đầu hắn liền cảm thấy vất vả, sau đó gánh nặng sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng để hắn không thể chịu đựng. Thời gian còn trôi qua, trên trán của Lăng Hàn bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn cực kỳ hoài niệm hắc tháp, nhưng hắn lập tức cảnh cáo mình, bảo khí chỉ là công cụ phụ tá, một ngày nào đó thực lực của hắn sẽ vượt qua hắc tháp, đến thời điểm đó làm sao bây giờ. chương 2716 trên đảo tụ tập thiên kiêu. Vì lẽ đó, hắn cần sớm thích ứng. Lăng Hàn cắn răng kiên trì, hắn đã có quyết đoán, thật muốn lực kiệt, vậy liền lấy ra lực lượng của quyển trục vị diện, cái này có thể ở trình độ nhất định bổ sung lực lượng của hắn, hơn nữa thiên tôn đại kiếp hình thành, phỏng chừng cũng có thể dọa đi những thủy đằng kia. Sắp hết một canh giờ, trên trán của Lăng Hàn mồ hôi lạnh đã là liên miên liên miên mà chảy xuống, tay nắm thiên địa nguyên cương cũng hơi hơi run. Những thủy đằng kia hiển nhiên phát hiện, cũng không an phận, dục già dục dịch. Lại chống đỡ một chút, phía trước phát hiện một hòn đảo. Đúng lúc này, Thần niệm của nữ hoàng đột nhiên truyền tới. "Lăng Hàn đại hỉ, đây thực sự là hạn lâu gặp cơn mưa rào, không còn tin tức nào tốt hơn a." À. Hắn cảm giác được tốc độ tiến lên tăng nhanh, hắn cũng có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước xuất hiện một quái vật khổng lồ màu đen, kia nhất định là bộ phận của hòn đảo ở dưới mặt nước. Nhưng ở trên biển nhìn thấy một hòn đảo đến chân chính chạy đến, cái này không phải là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Lăng Hàn chỉ có thể khổ chống đỡ, thẻ 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 xương cốt cả người hắn phát ra âm thanh vang rền, kia là thủy áp quá lợi hại, chen đến cả người hắn đau đớn, xương tựa hồ muốn từng cái từng cái bạo nát. Nhưng hòn đảo cũng càng ngày càng gần, khả năng chỉ cần nửa nén hương thời gian. Những thủy đằng kia tựa hồ cũng thấy đến tình huống như vậy, không khỏi trở nên sao động, từng cái từng cái đều muốn lên, thật giống như không nhịn được muốn ra tay công kích. Nhưng chúng nó hết sức kiêng kỵ thiên địa nguyên cương, từ đầu đến cuối không ra tay. Oanh, Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thuyền hơi chấn động một cái, trước mắt đã có thể nhìn thấy đá màu đen, thân hình hắn lập tức dựng lên, rào, hắn vọt ra khỏi mặt nước, thuận lợi cất đi thi thể của Kim Lang, cái này lúc rời đảo là cần dùng đến. Ba nữ đã lên bờ, Lăng Hàn cũng rơi xuống, suýt chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn chưa từng có mệt qua như thế. Rào, 19 thủy đằng cũng vọt ra khỏi mặt nước, như rắn bơi qua bơi lại, thật giống như nhìn chăm chú đám người Lăng Hàn, không có công kích, nhưng cũng không có lùi, cứ như vậy đứng ở trong biển, tựa như chạm bảo vệ, đi ba người nữ hoàng diều lăng hàn bọn họ cấp tốc rời bờ biển trước chỉ lo trèo thuyền bọn họ cũng không có tỉ mỉ kiểm tra lúc này mới có thời gian quan sát hòn đảo này một chút đây là một hòn đảo tràn ngập khí thức nguyên thủy đường kính đại khái khoảng chừng vạn trượng không coi là quá lớn trên đảo cây xanh tỏa bóng cao tới trăm trượng lá cây dài rộng che khuất ánh mặt trời phía dưới đều là âm u cùng ẩm ướt lăng hàn lấy ra đồ ăn biện pháp bổ sung thể lực tốt nhất là ăn đồ vật dinh dưỡng cao mà hắn ăn không phải thịt tiên thú cấp cao thì là tiên dược thể lực bắt đầu khôi phục nhanh chóng hòn đảo không lớn lại thêm cước trình của các nàng nữ hoàng chỉ một chút thời gian bọn họ liền đến khu vực trung tâm của hòn đảo nơi này cũng là điểm cao nhất của toàn bộ hòn đảo lúc bọn người lang hàn từ trong rừng rậm đi ra nhất thời có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa phía trước là một mảnh đất trống cực kỳ bằng phẳng mà ở trên mảnh đất trống này lại còn có một vài người đang ngồi kỷ vô danh già lan thí kiện tử, Vũ Hoàng. Lăng Hàn lập tức nhận ra bốn người trong đó, còn có hai người hắn không quen biết, nhưng đều có khí huyết hào hùng như biển, tuyệt đối là đế tinh. Lăng Hàn, tứ đệ, thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, những người này đều kêu lên, nhưng ngoại trừ Vũ Hoàng tràn ngập tình huynh đệ, biểu tình của những người khác liền vi diệu, đặc biệt là hai người Lăng Hàn không quen biết kia, mỗi người đều nhếch miệng, cực kỳ có địch ý. Lăng Hàn đứng lại, hắn nhìn Vũ Hoàng gật gù nói. Nhị ca, Vũ Hoàng đi tới lăng hàn dùng thần niệm hỏi hiện tại là tình huống thế nào ta bị mấy đồ vật giống như thủy đằng truy kích may là nơi này có một hòn đảo có thể tạm thời nghỉ chân vũ hoàng cũng dùng thần thức nói hắn dừng một chút lại nói những người khác cũng vậy lăng hàn hơi nhướng mày nói cách khác chúng ta đều bị vây ở nơi này vũ hoàng gật đầu ta đã từng thử lần thứ hai ra biển nhưng bất luận từ chỗ nào xuống nước cũng sẽ gặp phải những thủy đằng kia lăng hàn càng thêm kinh ngạc khi chúng ta lên bờ cũng không có gặp phải những thủy đằng kia tập kích, kết hợp với tình huống của nhị ca ngươi đến xem, thật giống như những thủy đằng này là đang cố ý buộc chúng ta đi tới nơi này. Vũ Hoàng cũng trao mày, nếu như đúng là những thủy đằng này cưỡng ép bọn họ lên đảo, như vậy hòn đảo này cũng tuyệt đối không an toàn đi nơi nào. Kỳ huynh, người có ý kiến gì không? Lăng Hàn Dương giọng hỏi kỳ vô danh, vị này không phải lần đầu tiên tiến vào tiên lộ, nếu như nói có người biết là tại sao, vậy nhất định không phải kỳ vô danh không còn ai khác. Kỳ Vô Danh nhìn Lăng Hàn một chút, lắc đầu, "Nếu ta nói cho ngươi, bất kể là bí cảnh chảm chân, phân hồn gì, hay là tiên lộ, nguyên bản đều không tồn tại, sau đó thiên địa biến hóa mới xuất hiện, ngươi sẽ phản ứng gì?" Lăng Hàn hơi há miệng ra, kinh ngạc nói, "Phải, nhất định là phản ứng như thế." Kỳ Vô Danh gật đầu, "Có lẽ là rất sớm trước đây, tiên lộ không tồn tại." Ý tứ của những lời này là ở kiếp trước của Kỳ Vô Danh, cũng chính là thời điểm hắn là cửu đăng cổ Phật cũng không có đi tiên lộ trở thành tiên vương, mà là lấy phương thức khác ngưng tụ thành tiên trùng. Lăng Hàn suy nghĩ, trước đó hắn ở trên tiên lộ phát hiện mẫu thân của duyên sinh thiên tôn. Lưu lại tiên khí không trọn vẹn, kết hợp kỳ vô danh nói, có thể chứng minh kỳ thực tiên lộ ở vừa bắt đầu là thuộc về một bộ phận của tiên vực. Sau đó thiên địa phát sinh biến hóa, khu vực này thoát ly tiên vực, hóa thành một bí cảnh, ngày sau thăng nguyên cảnh muốn thành tiên vương, nhất định phải tiến vào nơi này mới có thể tu ra tiên trùng. Tựa hồ thiên địa đang có ý thay đổi gì đó, Lăng Hàn trầm ngâm một hồi nói, kỳ thực thiên địa là cường đại nhất ở trong thế giới này, bất luận người tu luyện làm sao cũng không thể vượt qua thiên địa. Tỷ như đám người Phong Tình Thiên Tôn, chỉ có thể dừng ở bước thứ nhất, muốn bước vào bước thứ hai cần phá tan tiên vực mới được. Ở trong vùng tinh không này, bất luận người nào cũng sẽ bị thiên địa áp chế. Chương 2717, con trai của Phong Tình. Hiện tại, chiến tranh hai giới đang kịch liệt Thiên địa tiên vực khẳng định không muốn hủy diệt, nhưng lại không thể trực tiếp ra tay, vì lẽ đó nó có một ít sắp xếp, tỉ như một số cơ duyên đặc thù sớm xuất hiện, bồi dưỡng được càng nhiều thiên tài càng mạnh hơn, đối kháng dị vực xâm lấn. Nhưng cũng có thể, thiên địa đã ở càng sớm hơn trước tiến hành bố cục, thậm chí là mấy kỷ nguyên trước, thời điểm tiên lộ xuất hiện. Thiên địa, đến tột cùng muốn làm gì? Lang Hàn, trong một tiếng quát to, chỉ thấy một nam tử anh tư hơn người đi nhanh tới, hắn có tư thế long hành hổ bộ, phảng phất như một vị đế vương vô thượng, cả người bốc lên ánh sáng màu vàng óng, khiến người ta chỉ có thể quỳ bái. Tuy Lăng Hàn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng không mảy may sợ, hắn không có sử dụng lực lượng quy tắc của, sức chiến đấu vẫn khủng bố như cũ. Hắn nhìn về phía người kia, cũng không nói lời nào. Ta chính là Đông Phương Duệ, nam tử trẻ tuổi này nói, âm phù có thể hóa thành hình thái các loại tiên thú, cảnh tượng kinh người. Ồ, Lăng Hàn gật gù, sau đó nhìn về phía kỷ vô danh. Kỷ huynh, người có ý kiến gì không? hắn không nhìn thẳng Đông Phương Duệ, Lang Hàn, Đông Phương Duệ giận dữ, oanh, toàn thân run lên ánh sáng vàng, thật giống như một vị thái dương thần muốn bạo phát. Đông Phương Huynh kính xin bất giật, già Lan ra mặt khuyên can, vóc người nàng đẹp đẽ, khuôn mặt tinh xảo, phong thái cực kỳ cảm động. nơi đây có nguy hiểm, phải nên đồng sức đồng lòng, đồng tâm hiệp lực. thích thiện tử cũng khuyên nhủ, Đông Phương Duệ bị ngăn cản, cũng không có đánh với giả Lan mà nhìn Lăng Hàn, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Gần mọi người vẫn nói người cuồng ngạo, quả thế, người không phục, Lăng Hàn nhíu mày, nếu người này mặt đầy địch ý, hắn cần khách khí sao? Ha, ha, Đông Phương rời cười dài, trong tiếng cười tràn ngập xem thường. Thời điểm ta tung hoành thiên hạ, lão tổ tông của ngươi cũng không biết ở đâu. Lăng Hàn lập tức bừng tỉnh, ngươi là đời sau của tiên vương tầng 9 nào đó, phong ấn ngươi mấy kỷ nguyên, nhưng lại quên phải phong ấn miệng thúi của ngươi một ít thời gian a. À. Cái này, Đông Phương rời suýt chút nữa nổi giận, làm sao có người miệng tiện như thế. Tóc đen của hắn sông thẳng bầu trời, ánh sáng vàng hóa thành thiên đao thuần nhất, xa xa nhắm lăng hàn, lúc nào cũng có thể chém xuống. Đây là một vị đế tinh, hiện tại càng tu thành chuẩn tiên vương, sinh mệnh lũy thừa thông thường phỏng chừng có 4.800, vừa phát huy là cực kỳ đáng sợ. Cha ta, chính là phong tình thiên tôn, hắn đột nhiên đè xuống hỏa khí, trầm giọng nói, lăng hàn kinh ngạc, phong điều thiên tôn lại còn có con trai hắn trên dưới đánh giá Đông Phương Duệ, người xác định không phải con hoang của lão vương sát phách nào chứ. Đông Phương Duệ không thể nhịn được nữa, hắn giết gào một tiếng, liều lĩnh giết về phía lăng hàn, cả người ánh sáng vàng giật động, thật giống như đang phun ra nuốt vào từng thanh kim đao, cảnh tượng kinh người. Không hổ là đế tinh quét ngang một thời đại, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Lăng Hàn không sợ, hắn đã vượt qua cấp độ của đế tinh, lũy thừa tiến hóa cao tới 11 cấp, ngay cả đế tinh cũng chỉ có thể ngước nhìn. Hắn cũng không cần thể thuật, giật động lực lượng quy tắc, sinh mệnh lũy thừa cao tới 4.900, chính là nghiền ép tuyệt đối. Hắn nhấn ra một trường, Đông Phương Duệ bị cầm cố, mặc hắn giấy dụa làm sao cũng vô dụng, tranh lệch chừng trăm điểm sinh mệnh lũy thừa, tranh lệch lớn đến như hoàng giả cùng đế giả. lang hàn nghiêng người mà lên, vung trưởng muốn đi đánh mặt của Đông Phương Duệ. Hừ, hai mắt Đông Phương Duệ trợn lên giận dữ, xèo, kim đao từ trong nghi tâm của hắn nhảy ra, nhất thời, uy thế đáng sợ như núi. Tiên khí, kim đao vừa ra, nhất thời phá giải không gian ràng buộc của Lăng Hàn, cũng làm cho Đông Phương Duệ khôi phục năng lực hành động, hắn gầm lên, múa đao chém điên cuồng. Con trai của Thiên Tôn, nắm giữ một tiên khí đó là chuyện quá bình thường. Có điều, Lăng Hàn chăm chú nhìn một chút, lại kinh ngạc, đây cũng không phải tiên khí. Kim đao đúng là do tiên kim tạo nên, nhưng uy năng bản thân giống tiên ma kiếm, chỉ là cấp bậc thăng nguyên. Hiển nhiên, Đông Phương Duệ có hùng tâm tráng trí, không cần lão phụ che chở, Hắn muốn tự đúc tiên khí, như vậy mới có thể để hắn phát huy ra uy năng mạnh nhất. Lăng Hàn cười ha ha, lấy tiên ma kiếm ra, đón nhận kim đao. Ầm, um, hai người liều mạng, Đông Phương Duệ vẫn không địch lại như cũ, bị nổ đến náo loạn. Hắn kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Hàn cũng có một tiên binh, hơn nữa giống hắn, muốn tự mình luyện hóa thành tiên binh. Thực lực bị áp chế quá nhiều, mặc hắn là thiên tài chiến đấu cũng vô dụng, căn bản vô lực hòa nhau cục diện, chỉ có thể bị động chống đỡ tình cảnh hoàn toàn là nghiêng về một phía. Gia Lan, thích thiện tử còn có một người thanh niên khác đều khiếp sợ, bọn họ biết Lăng Hàn mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại đạt tới mức độ như vậy, có thể quét ngang cùng cấp. Phải biết, bọn họ cũng là đế tinh, không thể tiến thêm, nhưng Lăng Hàn rõ ràng mạnh hơn một đoạn dài, cái này làm sao có thể chứ? Chỉ có kỳ vô danh hai mắt sáng ngời, chiến ý như sôi. Cút ngay, hắn xông ra ngoài, oành, một cước đạp đông phương rời qua một bên, Tiên kiếm từ đỉnh đầu của hắn bay ra, nhưng cũng đồng dạng là tiên kim cực kỳ giản dị tạo nên, không phải là tiên khí. Lăng Hàn cũng đã gặp qua hắn có tiên kiếm thuần nhất khác, đúc thành tiên khí, nhưng hiện tại lại là tiên binh thuần nhất. Hiển nhiên, người có trí lớn đều xem thường dùng bảo khí của người khác, tự mình ôn dưỡng rèn đúc ra mới thích hợp bản thân nhất. Cho dù là kiếp trước tạo nên, cũng nói quang liền quang, nếu chuyển thế trùng tu, vậy liền triệt để đoạn tuyệt với kiếp trước. Kỳ vô danh quả nhiên là người như vậy, có đại trí tuệ quả đoán rất lớn. Ánh mắt của Lăng Hàn cũng sáng lên, Đông Phương Duệ lại bị Kỷ Vô Danh một cước đạp bay, tuy có thành phần đánh trở tay không kịp, nhưng cũng có thể thấy được thực lực của Kỷ Vô Danh tất nhiên vượt xa. Đối thủ hắn coi trọng nhất định là Kỷ Vô Danh, thấy đối phương quả nhiên càng cao, không khỏi đại hỉ. Đến chiến, hắn cười ha ha, Kỷ Vô Danh hét dài một tiếng, vung kiếm kéo tới, sát khí vô tận bốc lên, đời này, hắn như ma tôn, hoàn toàn vứt bỏ Phật đạo kiếp trước hắn tự tay sáng lập. Chủ giết chủ phạt, chủ công, lang hàn chiến kỷ vô danh, chương 2718, đối thủ hiếm thấy. Cái này không phải lần thứ nhất bọn họ giao chiến, cũng có thể không phải lần cuối cùng bọn họ chiến đấu, song phương đều không có ý lưu tình chút nào, vừa ra tay là toàn lực ứng phó, hoàn toàn tỏa ra sức chiến đấu của mình. Nhưng, là ô nhục đối thủ, Đông Phương Duệ ở một bên nhe răng, một cước này của kỷ vô danh đạp cực kỳ nặng, để hiện tại hắn vẫn đau nhức thẳng vào cốt thủy, cực kỳ khó chịu. Hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn Kỷ Vô Danh, sau đó lại nhìn Lăng Hàn, sát ý sôi trào. Nhất Mộng Vạn Cổ, hắn đã từng là Đế Tinh vô địch, muốn tìm một đối thủ cũng khó khăn, nhưng bây giờ thì sao? Không chỉ xuất hiện vài tên Đế Tinh, thậm chí còn có nhân vật mạnh mẽ hơn hắn. Trước đây là cầu mãi đối thủ, hiện tại thật có đối thủ, nhưng tâm lý của hắn lại mất cân đối. Chủ yếu là Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh quá mạnh mẽ, vượt qua hắn một đoạn dài, để hắn không nhìn thấy hy vọng đuổi theo. Đối thủ như vậy tất nhiên phải chém xuống hắn nắm chuôi đao thật chặt điều chỉnh tinh khí thần đến tốt nhất nếu như lăng hàn cùng kỷ vô danh đánh lưỡng bại câu thương hắn sẽ không chút do so dự ra tay đến thời điểm ấy hắn sẽ lập tức tiến vào trạng thái thiên cấm đẩy sức chiến đấu tới độ cao của tiên vương một đao kiến công một thanh niên khác nước mắt nhìn về phía đông phương duệ không giấu vết trao đổi một ánh mắt đông phương duệ lập tức hiểu ý đối phương là đang nói lưu một cái cho hắn hắn khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía lăng hàn Ý người này là của ta." Thanh niên kia cũng khẽ gật đầu, đưa mắt khóa chặt ở trên người kỳ vô danh. Đông Phương Duệ liền không còn quan tâm kỳ vô danh, hắn tràn ngập tự tin với nam tử kia, bởi vì lai lịch của đối phương không kém hắn chút nào. Lúc trước cũng quét ngang cùng cấp vô địch, tương tự bị phong ấn, tạm gác lại chờ cơ duyên lớn của kiếp này. Người kia gọi Huyền Vinh, chính là cháu ruột của Cửu Ngũ Thiên Tôn, cũng là người thừa kế mạnh nhất trong Cửu Ngũ nhất mạch. Lăng Hàn chỉ cảm thấy thoải mái tràn trề, kỳ vô danh tuyệt đối là một đối thủ tốt, muốn nói còn có ai có thể sánh vai cùng hắn, vậy thì là dị vực hoài kiếm, được xưng đế tinh mạnh nhất từ trước tới nay. Nhưng mà, hắn vẫn mạnh mẽ hơn, chủ yếu là kỳ vô danh tiến hóa vẫn không thể nào đạt đến 11 cấp, mà là vô hạn tiếp cận 11. Đừng xem chỉ kém tí tẹo như thế, nhưng tranh lệch tí tẹo này, để kỳ vô danh ở mặt chiến lược kém lăng hàn một chút, đánh lâu, tranh lệch này sẽ từ từ tích lũy, từ từ phóng to. Được, kỳ vô danh không chút kinh sợ, Hắn quát to một tiếng, trên người có một luồng gợn sóng huyền ảo không tên tuôn ra, sức chiến đấu của hắn nhất thời lên cao một đoạn dài, không chỉ đuổi theo Lăng Hàn, hơn nữa còn vượt lại một đoạn dài. Hiện tại Kỷ Vô Danh, thực lực vô hạn tiếp cận Tiên Vương. Hắn cũng không có dùng hồng ma thổ, mà tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, để hắn nắm giữ tư cách ngang hàng Tiên Vương. Thiên cấm, đây là trạng thái trời cao cũng muốn cấm đoán, bởi vì Tiên Vương đại biểu thiên địa ý chí, nhưng chỉ là Thăng Nguyên lại có thể ngang hàng cái này không phải cùng trời là địch sao. Đương nhiên phải cấm, vừa tiến vào trạng thái này, kỷ vô danh cực kỳ mãnh liệt, sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Bởi vì kiếp trước kỷ vô danh là tiên vương, hơn nữa còn là tiên vương tầng 9 mạnh mẽ nhất, hắn ở trên vận dụng quy tắc hầu như vượt qua hết thảy tiên vương. Người khác bước vào tiên vương cảnh, kia chỉ là tăng lên trên cảnh giới, nhưng hắn không giống, có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió mà vận dụng quy tắc, sức chiến đấu tăng lên càng mạnh. Lăng Hàn nhất thời giật gấu vá vai. Người khác đều là cảnh giới càng đi lên, tăng lên càng chậm, càng cần phải rất lâu đi thích ứng cảnh giới như vậy, nhưng Kỳ Vô Danh không giống, việc tu luyện của hắn là tăng tốc độ, càng tiếp cận tiên vương, hắn liền càng nhanh, hơn nữa không cần thích ứng gì, hắn vốn là tiên vương mạnh nhất. Ầm, um, ầm, um, ầm, um, Kỳ Vô Danh cực kỳ mãnh liệt, tiên kiếm bay múa, mái tóc của hắn lay động, dáng dấp anh tuấn, nhưng khí chất kỳ dị, có một loại mị lực quỷ dị. Lăng Hàn cười ha ha, tay phải vẫn cầm kiếm như cũ, nhưng tay trái ngưng tụ thành nắm đấm, triển khai thể thuật, hắn dùng tới nộ quyền tự nghĩ ra, quy tắc cùng thể thuật hợp bích, hắn không có tu ra trạng thái thiên cấm cũng không đáng kể. Đây là hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau, tương đương với hai tên chuẩn tiên vương liên thủ, hơn nữa sinh mệnh lũy thừa cao tới 4999, một cái khác cũng có 4900, cực kỳ đáng sợ. Điều này làm cho sức chiến đấu của Lăng Hàn lập tức nhảy vào 5.000 điểm, không hề yếu hơn kỳ vô danh. Hai người đều thả ra đại chiêu, khó phân cao thấp, thực lực cực kỳ tiếp cận. Dù đám người già lan là đế tinh thì đã làm sao, đối mặt hai yêu nghiệt tuyệt thế này cũng chỉ có phần líu lưỡi. Quá mạnh mẽ, cho dù bọn họ cũng tiến vào trạng thái thiên cấm, hay dùng hồng ma thổ, sức chiến đấu nhiều nhất chỉ vô hạn tiếp cận tiên vương, đâu thể nào vượt qua sợi tuyến kia. Đây là hạn chế của thiên địa, người không phải tiên vương cũng chỉ có thể khuất phục ở dưới tiên vương. Hai người này là nghịch thiên rồi, nghịch thiên mới có thể thành tựu thiên tôn, bởi vì thiên tôn nhất định nghịch thiên mà thành, không thuộc về thiên địa, còn bị thiên địa nhầm vào. Đời này, chẳng lẽ muốn ra hai thiên tôn sao? Con mắt bọn người già lan đỏ lên, nhưng bọn họ lập tức liền tự nói với mình, bọn họ cũng có hy vọng. Thiên chủng hoàn mỹ, kia là thiên địa tinh hoa bao hàm nuôi dưỡng, tích lũy vài kỷ nguyên, có thể để cho bọn họ ở thời điểm du ngoạn tiên vương tầng 9 thấy một chút ánh sáng hy vọng trở thành thiên tôn. Nhất định phải đạt được, bọn họ đều thầm nói, mà vì thiên chủng hoàn mỹ này, bọn họ sẽ không chút do so dự mà ra tay với người ở bên cạnh. Lăng Hàn cùng kỳ vô danh còn đang ác chiến, giá trị sức chiến đấu phỏng trừng đều đạt đến 5 linh một, cái này quá khủng bố, một chiêu lay động qua, dự âm liền có thể dễ dàng giết chết thăng nguyên cảnh, nếu không phải ở đây đều là chuẩn tiên vương, khẳng định đã chết một đám lớn. Nhưng quái lạ chính là, sức chiến đấu của hai chuẩn tiên vương chấn động, lại không có ảnh hưởng đến từng cọng cây ngọn cỏ trên đảo chút nào, thật giống như bọn chúng cùng toàn bộ hòn đảo đã hợp thành một thể, muốn phá hủy bọn chúng, liền phải phá hủy toàn bộ hòn đảo. Nhưng điểm này cũng cực kỳ quỷ dị, bởi vì sức chiến đấu cấp tiên vương đã có thể dễ dàng chấn nát ngôi sao giữa bầu trời, hủy diệt một hòn đảo nhỏ còn không phải chuyện dễ dàng sao. chương 2719, Hỏa Phù Dung, nơi này, xác thực quái lạ, tái chiến gần một canh giờ, lang hàn cùng kỳ vô danh đồng thời thu tay lại. Ha 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 ha, hai người nhìn nhau một cái, đều cất tiếng cười to, có một loại thoải mái nói không nên lời đối thủ như vậy, hiếm thấy. Lăng Hàn có loại cảm giác, nếu như hắn có thể trở thành thiên tôn, như vậy có kỳ vô danh tồn tại, hắn chỉ ít có thể rút ngắn thời gian gấp 10 lần. Một đối thủ tốt, có thể khích lệ hắn, kỳ vô danh hiển nhiên cũng như thế, vì lẽ đó trong ánh mắt hắn nhìn Lăng Hàn, vừa có chiến ý, cũng có thưởng thức. Đông Phương Duệ cùng Huyền Vinh nhìn nhau một cái, đều nhíu mày, không nghĩ tới Lăng Hàn cùng kỳ vô danh lại nhanh như vậy liền ngừng chiến, căn bản không có liều đến lưỡng bại câu thương, cho bọn họ cơ hội xuất thủ lăng hàn nhìn lướt qua thành thật một chút không nên tự tìm đường chết hắn không có tùy tiện ra tay bởi vì mọi người đều còn có một chiêu cuối cùng đột phá tiên vương không chỉ sức chiến đấu lưu ở tiên vương cảnh còn có thể tăng lên một đoạn dài vì lẽ đó trừ khi là đánh lén có thể bảo đảm kiến công bằng không thì không nên đi uổng phí cái sức lực này đương nhiên lăng hàn hoàn toàn không cần cho đông phương duệ cùng huyền vinh mặt mũi lẽ nào bọn họ sẽ nhẫn không xuống khẩu khí này liền đi đột phá tiên vương đông phương duệ cùng huyền vinh đều tức giận đến run rẩy bọn họ chưa từng bị người đối xử như vậy a à. nhưng bọn họ xác thực không phải đối thủ của lăng hàn dù hai người liên thủ tiến vào trạng thái thiên cấm vậy cũng chỉ có thể áp chế lăng hàn muốn ở trong trạng thái thiên cấm ngăn ngắn giết chết lăng hàn đây là chuyện không thể nào lại nói ép cuống lên mọi người đều có thể đột phá tiên vương tương đương với mỗi người đều có nắm đại sát khí không thể dễ dàng trở mặt người vô tri đông phương duệ diễu cợt nói xem thường phí lời huyền vinh cũng lạnh lùng nói lăng hàn mắt nhìn phương xa sau đó nói kỷ huynh người có phát hiện hay không bị buộc lên đảo này đều là đế tinh chỉ có nhu yêu nữ ngoại lệ nàng là bởi vì đi cùng ba người lăng hàn xem như là quá giang kỷ vô danh gật đầu nếu không có đế tinh cũng rất khó kiên trì đến đây nhưng lăng hàn không đồng ý thời điểm chúng ta gặp phải thủy đằng tùy tạo uy hiếp nhưng nếu bọn chúng toàn lực công kích thì rất khó nói số lượng thiên địa nguyên cương trong tay hắn có hạn nhưng thủy đằng nhiều đến 19 sợi, nếu như không thèm đến xỉa chiến một trận, dĩ nhiên có thật nhiều thủy đằng sẽ bị hắn chém xuống, nhưng bốn người bọn họ cũng rơi vào tuyệt cảnh. Đến thời điểm đó, bọn họ chỉ có thể bị ép đột phá tiên vương, nếu không chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, những thủy đằng này không phải ngay cả điểm ấy cũng ngờ tới chứ, mới sẽ lưu lại bọn họ cho một chút hy vọng, kỳ thực là bước bọn họ đến hòn đảo này. Nếu đúng là như vậy, vậy trên hòn đảo này lại có đại nguy cơ gì đây? lăng hàn nói ra lo lắng của mình để tất cả mọi người biến sắc cho dù là đông phương duệ cùng huyền vinh cũng không ngoại lệ bọn họ đều không phải ngu ngốc chỉ cần hơi ngẫm nghĩ liền có thể phát hiện không đúng trong đó trên đảo này đến cùng có gì đó cổ quái lẽ nào nơi này có thiên địa áp chế không thể đột phá tiên vương bọn họ lập tức nghĩ đến khả năng này cái này kỳ thực là lá bài tẩy to lớn nhất của bọn họ một khi bước vào tiên vương cảnh lấy lạc ấn tiên chủng không thiếu sót của bọn họ lại thêm tư chất của đế tinh sức chiến đấu có thể bay thẳng tầng 2, ở trên tiên lộ gần như có thể nghênh ngang mà đi. Bọn họ đều thử một hồi, hơi thả ra áp chế tu vi, nhất thời giữa bầu trời có lôi vân dày đặc, tảng lớn mây đen cuồn cuộn mà đến, có chấp giật đan dày. Kỳ quái, nơi đây cũng không có ngăn cách thiên địa, để bọn họ không cách nào đột phá tiên vương. Vậy là chuyện gì xảy ra đây? Dù mọi người là đế tinh, nhưng đều không tìm được manh mối, nghĩ mãi mà không ra. Chẳng lẽ muốn khốn bọn họ ở đây trên 10.000 năm? Vậy cũng không hiện thực, đến thời điểm mọi người vẫn sẽ đột phá thiên vương, nhiều nhất hơi có tỷ vết mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp thu. Bọn họ đều là người có nghị lực, không có một người kinh hoàng thất thố, chỉ kiên trì chờ đợi ở trên đảo, yên lặng xem biến đổi. Mấy ngày sau, có người mới đi lên đảo, đây là một tiểu cô nương, nhìn qua chỉ 12-13 tuổi, xinh xắn lanh lợi, nhưng có khả năng một thân một mình đi tới nơi này như thế nào sẽ phổ thông. Nàng không chỉ là tham nguyên cảnh, hơn nữa còn là đế tinh, Đương nhiên hiện tại cũng đã là chuẩn tiên vương. Dung tiên tử, thời điểm nhìn thấy tiểu cô nương này, Đông Phương Duệ cùng Huyền Vinh lại cực kỳ hiếm thấy mà dẫn đầu hành lễ, cái này đặt ở trên người bọn họ thực sự là cực kỳ hiếm thấy. Tiểu cô nương có chút như ông cụ non, nhàn nhạt, nhạt nhìn Đông Phương Duệ cùng Huyền Vinh một chút, sau đó gật gù, ánh mắt đảo qua, bất kể là ai cũng không có bị nàng nhìn thẳng coi trọng một hồi, nhưng thời điểm nàng nhìn thấy tiểu khủng, hai mắt lại không khỏi tỏa ánh sáng. "Tiểu cầu nàng kêu lên một bộ như đứa nhỏ nhìn thấy món đồ chơi mới mẻ nhất thời hình tượng nàng xây dựng trong nháy mắt đổ nát đây thực sự là một cường giả siêu cấp sao hỏa phù dung con mắt của kỷ vô danh căng thẳng hiếm thấy mà lộ ra vẻ thận trọng tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn về phía kỷ vô danh răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn môi tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì hơi một lát sau mới nói phàm là người gặp qua ta đều chết chỉ có một người ngoại lệ ngươi là tên đầu trào cửu đăng kia nàng đột nhiên vỗ hai tay ngây thơ rực rỡ trong lòng lang hàn không khỏi căng thẳng tiểu cô nương này nhìn qua ngây thơ đáng yêu nhưng trên thực tế là một sát tinh phàm là người gặp qua ta đều chết ngẫm lại câu nói này là có ý gì nàng tất nhiên có lớn lai lịch đồng thời thực lực của bản thân cũng cực kỳ khủng bố mới sẽ làm hậu nhân thiên tôn như đông phương duệ cùng huyền vinh cũng cẩn thận từng ly từng tí sợ trêu chọc tên sát tinh này không nói những cái khác kiếp trước của kỳ vô danh tất nhiên là vô cùng mạnh mẽ nhưng nghe khẩu khí của tiểu cô nương Hắn cũng chỉ là thấy tiểu cô nương còn có thể sống mà thôi. Kỳ vô danh gật đầu, "Trí nhớ của ngươi rất tốt, ngươi có thể ngăn ta trăm chiêu, ta liền không giết ngươi, đây là quy tắc ta định ra."